Happy birthday bé Giang hay vợ? Ừ. Happy birthday bé Giang nha, chị Dù xin như một thiên thần. Hello B. Ê Giang, mày thấy cái sao tốt chưa Giang? Chơi không mai nha. Hello, Ngọc Bi nè, nay mày cũng tương tác với tao đó hả Bi? Ê mấy bà, nay đồ, nay đầm á, đầm niu mà dạng Barbie doll nó quá trời luôn. Có với chị Trang có bán nè, với chị Trang là 135 135. Phu Mai cứ lộ thêm đi nha. Cái máy chị Trang 135 cho Giang Trần. Em kiếm váy đi là chỗ hôm nay bá váy ơi là váy luôn á. Nay váy không mà váy niu không à. Mà kiểu là đẹp thấy mệt mỏi luôn á. Em mình có nặng hạng chị đó không? Ừ. Mỗi em có một cái lô hàng gọi là Quảng Châu xệ lắm. Tao bao này kia mà cả lô cả lô đẹp chứ. Mấy chị mặc hết rồi. Mấy mặc hết rồi mấy bà. Chị gì đó chốt chốt rồi. Nay lại trốn là xem like chị Mai hả? Nhưng mà chơi... bé nhẽ là xem lúc chị Mai không like mà không nhẽ xem em chị Mai không à. Quá xinh luôn ha, nhưng mà hết rồi mấy bà ơi. Okay, sao bán có 135 vậy trời, bán rẻ quá. Đồ đẹp lắm, đồ hôm nay là mấy bà nghèo với em luôn á. Nè. Ủa gì nổi da nhật lên. Đồ niêu không luôn á. Chị còn cái hậu của hôm qua chị chưa có nhã ra, chị mệt mỏi quá nè. Trời ơi, cái này cũng xinh nữa nè, thấy không? Cái áo không mà nó cũng xinh nữa nè. Nè cái này mặc đi Đà Lạt xuất sắc luôn, cái này phối cho em nha, cái tao đó nè mới chết. Rất là đẹp luôn á mọi người. Cái này cho em 60kg cũng vừa luôn á. Trắng thì cho em 75.000 thôi. Đẹp quá à. Gặp em nữa, em mới rẻ nữa. Tay phòng dùm em nha. Áo của nó dạng là Barbie doll, nó hôm nay là bà này bà thích Barbie doll hay gì bà lấy được lô Barbie doll quá trời đó luôn nè. Rồi trắng 75 cho em nha mấy chế ơi. Trắng 75 chốt đơn giùm em nha. Trắng 75 cho Nhật Linh. Trời ơi đẹp. Nhiều quá. Đầm không mà bây giờ nó nhiều quá, nhìn nó nhiều quá mọi người. Nè mọi người, cái đầm này cũng xinh nữa nè. Rất đẹp luôn nè. Trời ơi, bị đứt cũng cái nút rồi. Đứt cái nút luôn nè, xui vậy. Nè, có cái bịch. Nè, em để cái nút này trong cái bịch nha mọi người. À, về cái mai lại cho em một hai đường ha. Cái tiếp sau mấy cái này thì nó mai kiểu mai ẩu mai tả đó, nó không có kiểu không có kiểu mà không có chắc như mình mai tự mai đó. Về mai lại giùm em nha, bỏ cái bịch nha mọi người. Đó. Rồi cái đầm này cho em đỉnh của chớp luôn. Xuất sắc thấy không? Tiểu thư, cái này đúng tiểu thư luôn nè, nãy fan nào nói là mang đi Đà Lạt. Cái này mang đi Đà Lạt rất cưng luôn nha mọi người ơi. Cái tay đó là chớp Volter giùm em nha. Chỉnh hương xỉu luôn á. Ừ. Đẹp lắm. Cho em xin cái váy này 101 thôi. 53kg đổ về giùm em nha. 101 giùm em nha mọi người. Đồ hôm nay bao đẹp mọi người luôn. Đầm 101 size M giùm em. Lấy thì để em bỏ vô cái bịch. Comment cho em đầm 101 nha. Rồi cái này cho em
của Mai Phương Bùi nè, xuất sắc luôn. Nêu luôn nha mấy chế ơi, tay cột nơ lại cho em. Tay xiết cái nơ lại giùm em nha. Đẹp lắm. Sao không thấy thông báo kỳ vậy trời. Trời ơi xinh lắm luôn á cái này cho em nè. Cái này dạng của Mai Phương Bùi á. Ấn trước của nó là sẽ hơi xẻ ngực một xíu nha. Chị nào ngực nhỏ mặt á sẽ không thấy, còn ngực to là sẽ hơi xẻ xíu á. Rất là xinh luôn. Cái này cho em 100.000, 53, 54kg vô tư nha. 100 giùm em ha mọi người. Đầm Burberry 100 giúp em. New Touch. Mấy cái là new hết luôn á mấy bà. Đầm 100 giùm em nha. Dạ em thấy chị Nguyễn Huy á. Rồi túi cho em nè. Túi giùm em cái này là nhìn nó xinh quá trời xinh luôn mà nhìn nó hơi cũ xíu á chị. Cái này hợp với cái đầm sọc lúc nãy luôn á. Rất là xinh luôn. Đầm 100 để cho Nhật Linh nè. Đẹp lắm. Mà nó hơi cũ cái phần dây kéo mà cộng dây thì nó không có cũ. Nói chung là không có cũ hết. Ngày mà hai cái phần dây kéo đó hả. Cái sử dụng cũng nhiều thì túi mà. Cho em 60 túi này thôi nha. Túi 60 giùm em. Rồi áo cho em. Trời ơi đồ này đẹp quá mọi người ơi. Cái áo nó cũng đẹp nữa. Rất là đẹp luôn. Cái tay của em. Tay nó nha. Đó. Ở dưới đây là nó phối ren. Ren cho em. Xinh xỉu luôn ha. 55-57kg đổ về giùm em. Áo 60 cho em nha. Áo 60 giùm em. Rồi thun trắng. Tay dài trắng. Tay dài trắng cho em. Siêu đẹp luôn. Hàng Quảng Châu cho em. Mấy chị coi cái chất vải đó nè. Đỉnh của chớp luôn á. Nè. Chất vải cho em nè. Rất xịn luôn. Rồi cái này. Nào gặp xinh lắm. Lấy áo 60 lên thì mình số điện thoại nha. Ê phối em xinh quá ha. Rồi 55kg đổ về cho em. Tay dài 65. Tay dài 65 giùm em. Trời ơi từ hôm nay em nói thiệt á là tốn mệt lắm luôn á mọi người. Nó nặng á. Cái đầm này nó nặng á. Nêu luôn nha mấy bà ơi. Đầm Babydoll cho em. Đỉnh không. Mấy chị bầu bí bon chen vô tư okay, nha. Ok phạm phạm nha. Cho em 120. Ok Cao Ngọc Tuyết Anh nè. Inbox số điện thoại địa chỉ với lại mua theo giúp chị đủ đơn nha. New 120 giùm em. 60kg đổ về nha mấy bà ơi. Mấy chị bầu mặc cái này lên tôi rối luôn. Cái tay không đau nha mấy chị. Tay vậy là mà không đau nha. Chỉ có mấy cái thung á. Thung á. Mai ẩu á là đau. Còn cái tay là không đau nè. 101 giúp em. Đầm new. Đầm Babydoll 120 cho Cao Ngọc. 120. Quên. Nói giá xong mới quên. Rồi quần cho em nè. Quần này siêu đẹp luôn. Quần này dạng cũng mấy bà quần Thái á chị. Lưng thấp tay kiểu dạng tay với châu Âu á bà, kiểu dạng châu Âu á. Size là size cái này cho em 52kg đi. 52kg đổ về cho em nha. Chốt quần 25. Quần 25 giùm em ha. Áo cho em nè. Dễ thương quá trời luôn. Đồ hôm nay đẹp thiệt sự luôn á. Cái này là cái này đằng sau nè mấy chị. Đằng sau nè, đằng trước cho em. Đằng trước cho em. Dễ thương lắm. Áo 55 giùm em nha. Áo 55. 57 5 55kg vừa. Áo 55 giùm em. Chị biết rồi, chị có thấy đơn mấy Thanh. Thấy ít quá mấy Thanh nên là chị chưa chốt tối. Chắc ngày mai đi đơn á, bữa nay Thanh chọn thì Thanh chọn thêm ha. Bạn quần. Trừng nốt lấy quần 25 lên giùm mai số điện thoại nha. Quần áo 55 đằng... để Phương Nguyễn. Không một lại một lẹo. Quần đằng trước lưng bản đằng sau lưng thun cho em nè. 55kg đổ về giùm em. Đằng sau lưng thun nha mà có dây kéo luôn. Có dây kéo giùm em luôn nha. 55kg đổ về. 48-55kg cho em đi. Để nó rộng. Quần em để 65. Quần 65 giùm em nha. Rồi cái đầm hoa này siêu dữ thương luôn nè. Đúng rồi Kim Thanh. Quần 65 cho chi luôn. Đầm hoa này đẹp quá trời luôn nè. Chị ơi trả lời liền.
đầm hoa cho em nha. Cái màu hoa mấy chị coi nè, là chất von mà nó có hai lớp luôn. 52kg đổ về cho em hoa 70. 52kg đổ về cho em hoa 70 nha. Xuất sắc luôn á mấy chế. Có dây cột buộc eo á, cho nên là mấy bà em con kiến mặc được hết luôn ha. Hoa 70 cho em. Áo cho em nè. Sơ mi siêu đẹp luôn. To đụng mà 53, 55, 60kg vừa luôn. Hoa 70 để cho may may. Mặt á mình bỏ một nút ra. Mặt hờ hững cho em nha. Mặt hờ hững cho em. 60kg vừa luôn nha mọi người. Sơ mi em chốt mọi người 55. Sơ mi 55 giùm em. Sơ mi 55 cho em nha. Hà Giang là bác khách á. Để món tí. Cái sinh nhật của Dung Dung thì hết happy birthday Dung Dung. Dạ em có sinh nhật thì báo em để em biết trước ngày. Bữa ra em chúc mừng sinh nhật nha. Đó. Áo 55 để cho Kiến Linh. Trời ơi đẹp chưa. Đồ hôm nay quá trình xuất sắc luôn á mọi người. Phòng to luôn á. Các bạn lớp hết gì á. Bạn có lấy quần comment lại số điện thoại giúp Mai với. Đẹp ghê luôn á. Chắc không phải thay cái đầm này ra quá. Để nó ướm cái đai đo nó xinh hơn nữa. Đầm đang mang hết rồi. Quá đẹp luôn á mọi người. Coi nè 60kg vừa hết luôn nha. Rất là đẹp luôn á. Coi nè. Cho em 115.000 thôi nha. 115 giùm em nha mấy bà ơi. New hết luôn. 60kg vừa. Mấy chị bầu bí bon chen. Mấy cái này mặc Tết được nè mọi người. Cái này không phải là tại vì chị này xả sớm á, cho nên nhỏ em bán giùm á. Ngày mua mấy cái này mặc Tết được á. 115 cho em. 115 giùm em nha. Xếp xếp cho em nè. Chân váy. Chân váy cho em size S thôi nha mấy bà. Chân váy 52kg đổ về giùm em. 52kg có quần trong. Okay, chân váy 50. Ok bạn Trần Nốt nè, để cái quần 25 cho bạn Trần Nốt nha. Chân váy 50 giùm em nha. Cho em chia sẻ like giùm em đi. Trần Nốt inbox số điện thoại địa chỉ với lại mua thêm đủ đơn giúp mình nha. Sơ mi cho em sơ mi von nha mấy bà ơi. Sơ mi von giùm em nha. Em 52kg vừa sơ mi. Sơ mi cho em xin làm 40 cho hồng thắm. 40.000 giùm em nha. Sơ mi 40. Sơ mi 40 giùm em. Đầm mặt hết rồi đó mấy chị. Váy 50 để cho Quỳnh Như luôn. Rồi thun cho em nè. Rất tốt. 30 luôn em theo. Em mặt hết rồi mọi người. Sơ mi 40 cho Minh Anh. 30 giùm em luôn nha. Đầm nâu của Hồng Thắm nha mọi người. Cái nâu này phải cái nâu của Minh Anh. Đây nâu còn cái nè. Ai? Nâu nè. Nhiều người lắm mình đọc lại cho mã mới mình tới. Comment giùm em nâu 115. Comment mã nâu 115 giùm em mấy chị ơi. Nâu 115. Mã cũ bỏ qua đi. Nó lộn nó nhiều quá rồi. Nâu 115. Áo 30 cho Quỳnh Như luôn. Nâu 115 để cho Kiến Linh. Nay nhận được 2 cục luôn hả? Trời chị cảm ơn. Trời ơi khổ vậy. Cái quải luôn. Nhận mỗi lần ngày nào nhận 2 cục là quải. Rồi đầm này cho em nha mọi người ơi. Màu vàng. Hai bên tay đó là dễ thương lắm. Rồi 52 53kg đổ về cho em. Có dây buộc eo nha. 52, 53kg đổ về. Mấy chị coi phần eo của nó đẹp ghê không. Cho em vàng 70. Vàng 70 giúp em nha mọi người. Vàng 70 giùm em. Có dây buộc eo vàng 70. Áo cho em lại luôn. Nhiều nay nhiều đầm giống vậy lắm mọi người. Nhiều lắm. Áo quá xinh luôn. Tôi áo nổi với em. 48kg đổ về giùm em nè. Quá xinh nha. Áo cho em xinh 50. 50 giùm em. Rồi áo luôn yếm nè. Yếm đỏ vậy nè. Mặt gì đúng không. Có gì có mút ngực luôn nha. Rồi sau lưng là cục nơ cho em. Yếm. Yếm 50kg, 52kg đổ về giùm em. Sau lưng cục nơ nè. Yếm 35. 35.000 yếm. Áo 50 cho Châu Ngân. Quần giùm em size M rất đẹp luôn. Size M cho em quá đẹp luôn. Rất là nét luôn nha mọi người. Mấy chị coi cái màu của nó nè. Màu xanh chuột á. Size M 52, 50kg đổ về quần. Quần 70 cho em. Quần 70 giùm em nha. Quá đẹp luôn.
Quần 70 cho em lưng siêu cao. Rồi đầm vàng cho em nè. Đầm vàng này buộc dây điều chỉnh nha mấy bà. Dây điều chỉnh cho em luôn nha, xinh lắm. Dây ủi lại là cái vải này á, giò xíu là nhăn à. Vàng 52-53 ký vô tư. 35 cho Nguyễn Phan Như Ngọc. Vàng 65 luôn. Đầm vàng 65. Quần size. Chị Mai thấy nè Mai ơi, để gặp không kịp luôn á, để chị Mai, để chị Mai rét liền cho. Quần 50 ký đổ đang về. Đang mặc hết rồi mọi người ơi. Bắt ghi nha mấy bà. Phan Thị Ý Nhi hình như là đi đâu chứ ta? Bát ghi 50kg đổ về cho em. Em lấy bát quần này cho mấy chị 60. 50kg đổ về 60 dùm em nha. Màu xin quá đẹp luôn nè. 60 cho em. Chia sẻ like cho em đi. Chia sẻ cho thầy đi. Rồi yếm này, set yếm này đẹp lắm á mọi người. Em để mọi người set yếm này 100 luôn nha. Cái này không có giảm được đâu mọi người. Nó đẹp lắm mà nó còn new nữa. Bạn này bạn mua tới 400 mấy lận. Tại thấy đẹp quá nên là để lai hoài cho mọi người á. Sau lưng của nó cột lại rồi, cái này nó che lại cho nè. Mà cái quần rất là đỉnh luôn. Này hai ba lớp luôn mà chốt con tô cho em nha. Set yếm new 100 dùm em. Set 100 để cho Ngọc Hiệp. Rồi đầm cho em body. Đầm body 3 lỗ, ôi ôi, gu em. Kìa không phải body mà form A xíu á bà. Form A nhẹ nhẹ cho em nha. Gu, may gu. Đầm 60 dùm em, 53kg đổ về. Dạ chị nãy chị hỏi Nguyên chưa có cái gì hết trơn á. Trời ơi, thấy thương chị em quá vợ. Rồi đầm cho em luôn đi ha. Đầm 50kg chốt cho em nè. Nút là nút bọc dùm em nha. Chốt cho em đầm 55. Chốt cho em đầm 55 nha mấy bà, nút bọc. Đó, 55 nghìn giùm em, 53, 50 kg đi, 50 kg đổ về đầm. Đầm 55. Mọi người cứ chốt đi nha. Rồi cái hoa này. Hoa này đẹp quá vô. Trời ơi, dịu dàng sắc xuân luôn mọi người ơi, niêu nha. Niêu. Này là chị mấy chị lớn lớn mặc rất là đẹp luôn á. Trời ơi cái hoa. Trời ơi nó xinh xỉu luôn, cái này nêu giùm em nha mấy bà. Này hình như được hai cái gì nè. Dạ đem coi còn cái nằm nâu nữa thôi, em nhớ là như mẫu nó còn hay sao. Trời ơi cái này xinh quá mọi người, cái này Tết mang là đi vô nhà bà con chúc Tết là thích lắm luôn á. Màu hồng nè, cái hoa đó nè. Đầm 55 để cho Nga Hoàng inbox cái điện thoại địa chỉ mua thêm gửi đơn giúp mình nha. Cho em xin này 120 thôi mọi người. Đầm để tí ra tối nha chị. Niu 120 giùm em nha. Mẫu gì thì nói lắm á. Niu 120 giùm em, 52kg đi. Ủa xinh quá mọi người ơi. Mấy chị, ở ngoài nó đẹp từng nét luôn á. Mấy chị coi nè, cái bèo đó nè mấy chị. Rồi 120 giùm em, ở dưới là dập ly nha. Xinh lắm luôn á. Size M nữa chứ dễ mang luôn. 120 cho chị Thảo Huy của em nha. Rồi coi. Lố lăn má. Rồi áo 35 lớp rớp tốp. Hình như em còn cái hoa nó chốt đi Mai, còn cái á. À, hoa nè. Cho Kiều My. Bé Ngọc lấy được mấy cái bé Ngọc? Hai cái nè. Rồi áo 35 giùm em luôn đi nha. Áo 35 mấy cái đó mặc Tết. Mua đồ new mà giá quá bèo, Tết tới mới chờ Tết tới thiệt, Tết đích rồi đó. Tết đích rồi đó mọi người. Áo 35 cho Quỳnh Như luôn. Ê cái đầm, để coi cái đầm này là cái đầm này. Không phải đầm, không phải giống đầm tựa đầm nâu thôi. Cái này thì tay của nó là tay tay dài. Đây cái này cũng xinh thôi. Mua cái này không phải đồ thanh lý thôi nha, cái này là đồ new xả xốp nha mấy bà. Cái nào new em sẽ báo new. Mà đa số mấy cái đầm hôm nay như vậy này là new không á.
Nè, nghe chị Ngọc dịu dàng quá vợ. Trời ơi, cái này nó còn đẹp hơn cái nâu luôn. Nêu luôn nha, bầu bí Vân Trang, bầu đẻ luôn, đẻ xong lấy ra mặt tiếp cho em. Nặng 60kg đổ về giùm em nha. 130 giùm em nha. 130. Oh my god luôn á, cái cổ của nó này mấy bà. Cái này hình như có con cái cái này à. 130 giùm em nha. Mà quá xuất sắc luôn. Là mày quên người ta Ngọc quá nè. Không phải là em chưa chị Thảo đi. Rồi tay dài beo cho em nè. 35. 53kg đổ về giùm em. 130 cho Phan Thị Ngọc Huyền. 35 giùm em, tay dài 35 nha mấy chế ơi. Tay dài 35. Cái nào new em sẽ báo new nha, còn không có báo new là đã mặc rồi nha mấy bà. Gì? Rồi 35 giùm em. Này đồ đẹp quá trời luôn mà. Bán mua đồ rẻ, kể ra mua rẻ lắm, mấy cái đầm như vậy là mấy chị mua là tới 250. 200 là rẻ nhất luôn đúng không? Bây giờ mình mua ở đây đi. Lâu lâu mới hốt được cái đồ xả chứ mấy chị. Tết gần gần luôn á. Giờ Tết tới ít ai xả đồ lắm để bán lắm. Cái set cũng thấy đẹp nữa không? Rồi set giùm em nha. Nhúng nè. Set này là quần của nó là dạng quần lửng mấy bà, set quần lửng. Tới đầu gói qua gói xíu. 52kg vừa, set cho em 50. Set 50 giùm em. Đi hỏi có gì nữa cắt nhỉ? Set 50 cho chị Thảo Huy nè, lúc chúng ta cũng bị cái vụ đi. Áo cổ vuông giùm em nha. Áo cho em 52kg vừa. Em để mọi người áo 35 luôn. Đỏ 35. Đỏ 35 giùm em. Rồi áo điêu nha. Điêu giùm em nha mấy bà. Tao đó nè. Làm chị Trang bát lâu rồi mà. Bát từ lúc đầu mới vô lại luôn á. Rồi 53, 55kg vừa cho em nha. Đó, cái bèo của nó nè. Chị Ngọc Mai ơi, em chỉ nha. Mình mua hàng mình đừng có hỏi mẫu. Tại vì thực ra cái nào cũng bán hết á. Chị comment, chị trong thời gian chị hỏi á là chị cứ comment là tên sản phẩm kèm giá là được chốt rồi. Chứ chị hỏi cái mẫu đó còn không mà là không chốt được gì hết trơn á. Áo 45 giùm em nha. Macara, chị không chốt á. Áo 45 giùm em. Nay view xịn sò con bò quá, tại nay đồ đẹp quá mà. Nhào mu quá mắt mũi. Rồi set cho em luôn, áo với lại tiên cho hai chị em nè. Dạ cảm ơn chị Huy. Đó, cái áo nè với lại chân váy giùm em nha. Cái này dàn trúc rồi ta mới nó vô nó thả tiên thả xào cho mảnh người ta. Đó. Áo với lại chân váy giùm em nha mọi bà. Ủa cái này bỏ vô quần chứ lộn. Rồi set 70 giùm em ha mấy chị yêu ơi. 53kg đổ về giùm em nè. Set 70. Cái này là hai bên tay nó sẽ trễ vai ra nha mấy bà. Để không có ướm được đó. Hai bên tay nó dày nè. Set 70 giùm em nha. Chân váy cho em không có quần trong. Set. Set 70 giúp em. Thì nhắc nhở nhẹ mà nhắc nhẹ nhẹ chứ mà tại không có tặng á. Set 70 để cho Dương Ngọc Phụng. Rồi bộ cho em bộ cánh dơi mấy chị yêu ơi. Bộ cánh dơi giùm em nha, áo với lại quần. Mà bộ này nó hơi cũ rồi mọi người. Để rẻ cho mặt nhà chà lết nha. Hai bên túi của nó bị bung chay. Vậy nè mà không sao đâu, mặt nè không sao đâu nha mấy bà. Để cho mọi người bộ này 35 ha. 35 giùm em. Ngọc Ngồi đó giá 80. Bộ 35, 80 đâu ra, cái này nó hơi cũ rồi. Mặc ở nhà đi. 80 rồi 70. Tại nghiệp con bé. Rồi đầm body cho em. Đầm body cổ lọ nha. Đó. Bộ 35 để cho Mai Vi nè. Rút dây vậy nè mấy chị. 50kg đổ về giùm em nha. Đó, body 50kg đổ về cho em rút dây. Đâu gì body cổ lọ này mang đi Đà Lạt đúng đỉnh luôn. 65.000 cho em thôi nha.
65 giùm em. Chân váy dạ cho em có quần trong luôn nha. Chỗ chân váy này đẹp lắm luôn á mọi người. Có quần trong giùm em ha. Có cái chân váy này. Váy công á. Xinh chưa? Rất là đẹp luôn. Đúng rồi, đơn hồi thứ tư với hôm qua với lại hôm nay luôn á, là dò ngày mai ship hết một lần. Rồi có quần trong giùm em nha mấy bạn. Chân váy 60 giùm em, 52 kg đổ về. Body 65 cho Envy. Có quần trong nha mấy chị yêu ơi. Trời em thấy là một mẫu là tới cả 20 cùng anh trong giờ kìa chơi đồ tôi thấy chốt nhiều. 60 giúp em chân váy. Trời chân váy nó đẹp lắm. Rồi body luôn. Đang đầu mấy bạn mới mua cái này không đủ đơn nổi thế nè. Body xoắn. Xoắn ngực. Váy 60 cho chị Trần đó. Trời ơi rất là xinh luôn mọi người ơi. Cái này nó hầu như là new luôn á. 53 kg đổ về cho em nha. Cái này new chắc còn khoảng 99% luôn. 65.000 cho em cái body xoắn cái phần ngực nè. Rồi quá đỉnh. 65.000 em nha. Chị thấy mai trinh nha. Rồi áo cho em nè. Áo cổ bẻ giùm em, nút của nó là nút bọc gì nè mấy chị. 52 kg đổ về cho em áo 35. Áo 35 giùm em nha. Áo 35. Body 65 cho chị Nguyễn Huy. Rồi size M cho em chân váy. Chân váy jean size M có quần trong, ngôi sao thêu nè. Thêu ngôi sao nè mấy chị, mặc với lại cái dây trắng như em nè. Cũng xinh nữa nè, thấy không? Mặc dây trắng nè. Mặc áo thun trắng cũng đẹp luôn, áo thun trắng, áo thun đen mấy chân váy này lên form đẹp hết. Cho em 50.000 chân váy size M nha. Áo 35 chiếc chân lấy lên giùm chị số điện thoại nha em. 50.000 size M giùm em. Tiếp rồi. Đầm new luôn, quá đỉnh luôn. Cái đầm nói chung là đồ, nó vải nó đẹp lắm mọi người. Không hiểu sao chắc là đồ mới hay sao em cảm giác rồi vô mấy vải này nó đẹp lắm luôn á. Quá xinh luôn, 105 giùm em, 52 kg. Size M luôn, mấy chị to to mặc được size 55 kg luôn đi. New tag cho em nha. New tag giùm em 105 cho em nha mấy bà ơi, cái này xinh xỉu. Đầm chị trang hết rồi đấy hả? Tại vô trễ quá vậy. 105. Tuyết Trinh ơi, lên số điện thoại chị mới để cho bạn khác nha. Nguyễn Hà Giang đầm 105 nè. Rồi len cho em luôn ha, len rút. Len gì nè, rút gì nè. Đó. Len 55-57 kg vừa len. Chân váy 50 để cho Nguyễn Hường. Rồi len 30 giùm em. Len 30 cho em luôn. Em mới nhận cho em rồi nè, trời đất ơi, gửi 80 năm rồi mới nhận được. Quần size L 52 kg quay đầu giùm em đỏ nha. Màu đỏ đó chốt lâu rồi, bộ 35 đó chốt cho ông. Có hình trắng này đẹp dữ vậy? Bộ 35 chốt cho Mai Vy. Ok, Tuyết. Trời xinh quá nè. Em bắt số điện thoại địa chỉ mua thêm đủ đơn giúp chị nha mọi người. Cho cái điện thoại liền liền giúp em. Tại vì giờ mình nó 50. Nó trâu mất em không có inbox được á. Vải rất đẹp, 50 giùm em nha. Tuyết Trinh ơi, chị mới ép bạn, em mới chấp nhận các bạn nhắn tin cho chị nha. Rồi, thun trắng 50. Len 30 cho chị Trần Nốt. Rồi tay dài, mà cái vải này trắng 50 cho Diễm Nguyễn. Ê, cái vải này em thích lắm luôn á mọi người. Mấy chị không biết mấy chị thích cái vải này không nha. Em thích cái mấy cái vải giống dày rồi, nhìn giống như cô Tông vậy đó. Rồi tay dài 45 cho em đi mọi người ơi. Tay dài 45 giùm em. Tay dài 45. Cái đầm nhung này xuất sắc luôn nè. New giùm em luôn. Trời ơi mấy chị miền Bắc lạnh. Nguyễn Huy chị không rồi và đã gửi đơn rồi có còn đi. Dạ không. Dạ đâu, nãy đâu có xin chị đâu. Em đi xin mấy bạn khách mới thôi, ai mới xin thì em mới xin số điện thoại thôi. Trời ơi nó thêu nó chứ nó đẹp lắm luôn mọi người, nó to đùng mà. 53 kg vừa. Chỗ sao mấy Nhi ơi, Đồng Nai có chỗ xíu được, chỗ xíu không được á. 53 kg vừa cho em cái nhung này cho em xin 95.000 thôi nha. Em quá mới thi luôn. Tiếng Anh trầm cảm. Em mới thi tiếng Anh trầm cảm quá, ước gì chị Mai nói thôi em. Rất ngôn về đây chị tôi có gì ủng hộ. Con chị còn chưa nuôi nổi nữa. 95 đầm nhung 95. Em nuôi chị á, em là sống với chị á. Đầm bọng hết rồi. Tay dài 45 cho Mai Nguyễn Ngọc Trâm. Rồi áo này cho em nha. Áo neo nha mấy bà ơi.
Đó, có đây có hình giọt nước nè. Dung 95 cho xăng gen. Có hình giọt nước, cái này rút dây cho em nha. Đó. Rồi cho em xin áo đen 55. Áo đen 55 dùm em mi tát. Đen 55 dùm em luôn nha. Rồi trắng cho em luôn nè. Xinh ghê luôn á. Ủa cái trắng này đẹp quá à. Rất xịn luôn á mọi người ơi. Đơn có nhiều màu lắm luôn rồi. Chị cũng không biết nữa nha. 53kg đổ về dùm em nha. 55 cho Mai Nguyễn Ngọc Trâm. Chốt cái trắng. Comment cho em như vậy nè. Trắng 55 nha mấy bạn. Trắng 55 dùm em. 53kg đổ về. Để lộn cái đã cái mẫu trước nha. Trắng 55. Lấy trắng comment trắng 55. Rồi set này cho em luôn ha. Áo nè. Gửi về em chứ biết trên. Em muốn lấy thì chị phải gửi về chứ đâu có tự nhiên bỏ đồ của người ta đâu. Áo nè. Trắng 55 để chị Nguyễn Huy. Với lại quần. Đằng trước lưng bản, đằng sau lưng hung giùm em ha. Set. Hôm qua chị Mai không có hệ hệ nha. Tỉnh táo nè. Comment set 52kg đổ về cho em set 55 nha mấy chế. Cái này mặc đi làm đi chơi được chịu được nè. Mang chồng vô cái đi vô chợ cũng được á. Rồi set 55 giùm em luôn. Chị nói người ta Huệ làm gì có dụng Huệ đi gì nói không Huệ. Chân váy cho em ha. Chân váy này có lót ở trong nè mấy chị. Chị thấy bé Đào nha. Trời ơi chân váy này lịnh lắm luôn á mọi người. Nó sang á mọi người, nè phó với mấy áo mà tiểu thư rủ rủ xếp 55 cho Phạm Thị Thu Cơ. Rồi chân váy 55kg vừa đằng sau lưng thun cho em. 60kg vừa luôn nha. Chân váy cho em 40. Chân váy 40 giùm em ha. Chân váy 40 cho em. Áo cho em nè. Đẹp lắm nè. Áo này là new nha mấy chế ơi. Cái cổ của nó là cột nơ vậy nè. Mặc y yếm á, xinh lắm á, yếm yếm sang xíu. Chân váy 40 cho chị Chi luôn. Vải nè. Đẹp ghê không? Rồi, trời ơi, đỉnh quá. Áo cho em 55.000. New tag. 55 giùm em new tag nha mấy bà ơi. 55 giùm em new tag. Đầm giùm em ha. Đầm cổ vuông Barbie Dom luôn, xinh xỉu luôn nè. Màu xám xi măng rất là đỉnh luôn. Cái độ dài nó cũng đẹp nữa. 60kg đổ về, cái tay quá dễ thương. Áo 55 cho từng lớp. 60kg đổ về giùm em nha. Đầm em để 85.000. Rồi 85 giùm em nha. Đầm 85. Rồi quần cho em ha mấy bà. Quần size 28 giùm em nè. Cái phần jean của nó rách nè. Mà cái màu đó nè, đẹp ghê luôn á mấy bà. Cái màu của nó rách nè, phần jean nó rách nè. Size 28 giúp em nha mấy bà ơi. Không còn nhiều lắm á, mà tại vì giờ mới vé nó dồn dồn chị sang kẻ vô á, chứ giờ lai đầm hết nên mấy cái áo kiểu chút khó lai á. Quần 65 giùm em nha. Còn cái đóng đầm. Quần 65. Đầm 85. Đầm 85 để cho Cao Ngọc Tuyết Anh. Tầm 48kg vừa cho em quần, quần 65 giùm em. Rồi cái áo này là mấy bà biết rồi nè. Có TikTok là biết. Đằng sau lưng là nó cột vậy nha. Khoét nguyên cái lưng cho em màu đen nha. Đây là đằng sau giùm em nha. Khoét lưng rút vậy nè, khoét cái lưng lại. Cái Ngọc Tiếng Anh đẹp inbox giúp chị nha bé ơi. Cái áo này rất đẹp luôn á. Cái vải cũng đẹp nữa. Vải xịn giùm em. Quần 65 cho chị Mina Phạm. Áo 55.000 cho em nha. 50kg vừa. Trời ơi có size luôn nè. Áo xịn, áo xịn. Đen 55 cho em nha. Đen 55. Bộ giùm em ha. Nè, bộ cái quần nó sọc. Sọc viền một bên nha nè mấy chị. Lưng thun cho em. Áo với là quần. Bộ này nhỏ ký thôi. Tầm 48kg vừa. 55 cho Tràng Nguyễn. Tầm 48kg vừa cho em mặc ở nhà nha. Bộ 50. Bộ 50 giúp em nha mấy bà ơi. Xét bộ 50 48kg vừa. Thấy mi trương nha. Rồi áo luôn. Bộ 50 để cho Phương Trúc. Cái này nó sao
áo trắng này giùm em nha. Đó. Tại vì nãy giờ nhiều bạn xinh chốt lắm mà chốt sao, em chốt sao á Metro. Trời ơi xinh quá trời cái tay đó nè mấy chị. Rất là đẹp luôn á mọi người ơi. Cái trắng này đỉnh quá à. Đi làm công sở cho mấy chị giám đốc này nọ, chủ tịch này nọ. Dạ đàm đang mặc hết rồi. Trắng 60 giùm em nha, quá đỉnh luôn. Trắng 60 giùm em. Xét cho em nha. Xét giùm em chân váy nè. Xét new nha mấy bà. Chân váy cho em không có quần trong. Áo dây. Áo dây luôn nha. Với lại áo khoác. Với lại cái áo khoác cho em báo ký là trang. Cái gì? Dạ áo đó 57kg vừa luôn á chị. Áo 60 cho bùi em nè. Em thấy nó rộng quá em cũng quên luôn. Cái nó dễ nhìn mà. Nè, với lại cái áo khoác giùm em ha. Với lại cái áo khoác set 3 món giùm em. Chị ở Tân An, Long An á. 53, 52kg vừa giùm em nha. Set 3 món 101 New Tab giùm em nha. Quá rẻ luôn á. 3 món 101 giùm em. Đến 110 cho chị Tố Nguyên. 105 giùm em nha. Nè 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 nè. Đỉnh không? Còn cái 105 nè. Rồi áo cho em đi. Cổ bèo. 53 54 kg vừa hết nha mấy bà ơi. Cổ bèo giùm em nè. Tay nó rất là đẹp. Đặt luôn, tay phồng. Ở dưới là body hay form A vậy? Form A. Nãy giờ bà này bà bán bách tôm ao mà. Toàn là Barbie doll đúng không? Áo cho em 45 nghìn. Áo 45 giùm em. Xinh không? Dễ thương quá trời luôn ha. Rất là dễ thương luôn á mấy chế. Rồi cho em 120 nha. New tag giùm em. New tag cho em 120. Xuất sắc luôn. Tết tới tới rồi, mấy cái này là hot cả nhà luôn á mọi người, mua cặp chị em em. Áo 45 cho Hồng Nhung. Cái đầm này cái đầm là 105 với bé Mỹ Linh. Còn đầm này cho em 120 nha. 102 cho Phương Trúc. Còn cái 102 cho Hoàng Ngọc Bảo Sơn. Ủa mà ơi. Trời ơi đầm ngủ nè. Bèo luôn đó trời. Ừ. Tầm ngủ nè, xuất sắc không? Có chất vải rất là mướt ruột luôn. Trời ơi, đã quá. Cái này ôm yêu ngủ đã lắm luôn á. Đằng sau có dây tăng đưa điều chỉnh cho em nha. 50 kg vừa. Cho em 60. Chị giao chị giao lung tung lắm, giao hàng nhanh đó là GNT á, rồi lúc giao bưu điện nữa. Rồi, đầm new luôn. Đẹp chưa? 120 hết rồi. Trời ơi cái đầm new nè, đẹp quá nè. Đầm này cho em new tab luôn á mọi người. New luôn, hàng xịn giùm em luôn nha. Đầm ngủ 60 cho Phương Nguyễn. Cho em 100 ngàn. 100 giùm em đi. Đầm 100 giúp em nha mọi người. 100. 100 giùm em. Rồi áo len cổ vuông 45 nghìn, 55 kg vừa. Len cổ vuông giùm em. 45 nghìn len cổ vuông. 45 giùm em nha. Len cổ vuông cho em. Đầm hoa 105 cho bé Mỹ Linh. Mỹ Linh ghé chị hay Mỹ Linh ha. Quần size ớt giùm em nha mấy chế ơi. Ê nó có cái bị đốm ở đây nè. Dạng như xà bông á bị giống cục á. Cái nó bị tẩy ra với ha gì đó bà. Nó cái đây nè.
Đầm 100 để cho phun trúc luôn à. Size ớt nha, 47kg đổ về dùm em, cái quần nó đẹp ghê. Để hơi trong có đầm mấy mét đâu. Để cho mọi người 60 thôi. Tại vì đốm á chứ không, cũng bán 80 rồi. Đang 45 để Nguyễn Trân. 60 ngàn dùm em thôi nha, quá đỉnh luôn. Cổ này mày quên ghi mày nha. Không. 60 dùm em. Không ảnh hưởng thôi. Cái đốm nhỏ nó không ảnh hưởng gì đâu mọi người. Rồi áo cho em 35 rất tốt, cái màu đỏ phối với xanh dễ thương quá nè. Áo 35 dùm em nha. Quần 60 cho Hiền Ni. Áo 35 cho em chốt đơn. Quần luôn. Quần tiếp. Quần này 339.000. Là 340 đó mấy chị, chưa tính tiền ship. Trời ơi, nêu cho em luôn nha. Nè, còn giá tiền nè, size 28 nè, 339 nè, thấy không? Đó. Quá đỉnh luôn. Nêu tá thì em quần này nha mấy bà ơi, trời ơi. Áo 35 cho Giang Trúc. Size 28, 49kg đổ về dùm em. Mặt rộng rộng mới đẹp quần này. Cho em xin quần này 120. Nêu nha. Giờ mua đồ tết là vừa rồi mọi người. Có 120 rồi hốt đi. 300.000 á, 350 luôn á. Mình chọn còn có 120 à. 120 size 28. Quần dùm em ha. Ừ. Lưng của nó là lưng bảng nha mấy chế. Đó, rất là xinh luôn. Không nào màu jean nè. Quần 120 cho Nguyễn Thư. Màu tím đó nè. 50kg đổ về dùm em. Quần em để cho mọi người 50. Quần 50 dùm em, 50kg đổ về quần. Chân váy cho em nha. Chân váy tennis cho em 50kg. 50kg chốt chân váy. Chân váy em để cho mọi người 50. Chân váy 50 dùm em. 50kg đổ về chân váy 50. 100. Quần 120 hết rồi em. Rồi áo dây trắng cho em nè. Xịn không? Xịn sò lắm luôn. Cái vải rất là xịn. 50 chị để cho Giang Trúc. Mấy chị coi cái tát của nó nè. Đó có like nha. Tó like cái cuối là mai chút luôn nè. 52kg vừa cho em nha. Để cho mọi người dây trắng 45. Không không không, cái này nhỏ ký, quên. Cho em 48kg thôi, 48kg cho em thôi. Rồi 45 dây trắng. Dây trắng 45. Áo 45 cho Phương Nguyễn. Rồi dây chuyền giùm em nha. Dây chuyền niêu nha mấy bà. Để cho mọi người niêu 15. Cảm ơn dây 15 có đơn chốt. Dây 15 có đơn chốt nha. Cảm ơn giùm em là dây 15. Dây 15 đang mặc hết rồi đó mấy quý. Rồi quần cho em nha mấy chị ơi. Dây 15 cho Giang Trúc. Quần size L tầm 50kg đổ về cho em. Nhưng mà còn rất nhiều đồ đẹp luôn á hả, yên tâm ơi, còn đóng được đầm đẹp phía dưới á. 50kg đổ về giùm em nha. Coi riêng của nó nè, quá xuất sắc luôn cái phần ôm của nó nè. Quần 65 giùm em. 50kg cũng không hối hận đâu, nó đẹp lắm. Quần 65 giùm em nha. Quần 65. Trời ơi, cái đầm nỉ này rất là đẹp luôn nè. Mà nó, cái hồi nãy là nó niêu, còn cái này nó không niêu thôi. Mà màu đen, nhung đen đỉnh lắm luôn á, nó đắp láp lánh nè mấy chị, này mang đi xem. 65 cho chị Chi Lương. Đi máy bay này nọ. Đẹp lắm. Mắc tiền lắm luôn á. 53kg vừa nha. Chốt cho em 95 luôn. 53kg vừa cho em 95. Đầm niêu á nè. Cái này cũng xinh nữa. Tai phồng hai bên cho em.
Có mút ngực. Tay phòng hai bên có mút ngực luôn. Đầm phong A. Có quần, không có quần trong. Không có quần trong giùm em nha. Rồi cho em cái này 52kg vừa quá. Tay rất là phồng luôn mọi người. Cái tay siêu siêu phồng luôn nè. Tay đẹp lắm mấy bà ơi. Cho em 90 cái hồng này nha. Hồng 90 new tag giùm em. Hồng 90 new giùm em nha. 90 new. Chất xô luôn á. Có mút ngực. Xô có mút ngực giùm em luôn. Yếm cho em, yếm quần. Yếm quần giùm em có túi nha bạn. Đầm 90 để cho bạn Trương Lê Thị Viên nè. Tính bóc số điện thoại địa chỉ mua thêm đủ đơn giúp Mai nha. 53, 50, 52kg vừa. Cái này mặc tầm size M đi. Mặc rộng rộng như dễ thương nha. Yếm quần dài 50. Mặc dấu thun là dễ thương lắm mọi người. Yếm quần dài 50 cho em. Đầm sơ mi đằng dưới đi em không quá à. Từ từ tới tối. Đầm sơ mi giùm em nha, có túi giúp em là mới chết. Đầm sơ mi 65 53kg vừa giùm em. Sơ mi 65 53kg vừa. Phải có cái đem không thì em mới coi lại tiếp chứ. Yến 50 cho chị Trần Nết. Nè chị thấy ấy chứ em. Cái hoa này nó sang chảnh quá trời, hoa này new nha mấy bà. 65 cho Quỳnh Như. Hoa này em thấy mẹ sao hỏa. Xinh quá trời luôn nha. Có quần trong không? Không có quần trong. Không có quần trong mà nó xinh lắm. Cái này cho em 53kg vừa nha. Chốt đầm 80. 53kg đổ về giùm em nha. Đầm 80 cho em. Ai giống bị chen quá dạ. Đầm hoa 90 cho Tố Nguyên. 80 mà 90 hết rồi. Đầm hoa 80 em chứ ai. Dạ tốt. Đầm hoa 80 chị Tố Nguyên, chị Nguyên còn bên lộn giá quá. Nó báo giá rồi. Quần giùm em nha. Quần size 2 gì vậy? Quần size 28 giùm em nè. Thèm trà đào ghê. Mua uống đi, trời đất ơi. Thèm rồi mày nói tao rồi sao? Rồi cho em. Bé Mai đôi ta ui không có thấy trang nữa. Lưng siêu cao luôn. Hôm bữa gặp Mai rồi, giờ gặp phải gặp cái trang. Trọn bộ. Alo. Alo. Dạ. Về giùm em nha, luôn rất là cao luôn mọi người. Để mọi người quần này 55 luôn. Quần 55 giùm em nha. Quần 55 giùm em. Em có cái quần này. Quần này cũng size 29. Quần này size 29 mấy bà. Ồ, quần jean 55 để cho Cẩm Nhung. Ê, cho em một hai lượt chia sẻ thôi đi. Rồi xe 29 50kg đổ về giùm em. Cái ống quần của nó rất là đẹp luôn. Đây nè. Đó. Cái màu jean cũng đỉnh nữa. Cho em quần này 65 ngàn nha. Quần 65 cho em.
50kg đổ về quần. Quần 65 giúp em. Tay dài 30 luôn đi mấy chế. Tay dài 52kg vừa, tay dài phó với cái vải rất là đỉnh luôn. Vải vải ôm lắm luôn á. Cái lộn vải nó co giãn lắm luôn á. 30 giùm em nha. Coi nè. Tay dài 30 để em kiếm cái đầm cho mấy bạn đây. Quần 65 để cho kilo nhận và kilo có thấy một quần đây không? Gói cái đơn của tao nè. Cái này giống cái sơ mi lúc đầu nè, 75.000 nè. Giống cái sơ mi nhưng mà màu nâu quá đỉnh luôn rồi. Nè mấy bà, sơ mi lúc đầu hồi nãy sơ mi trắng lắm, giờ cái này là cái nâu nè. 75 cho em. Sơ mi 75 giùm em nha, sơ mi 75. Sơ mi cho bé Ngọc Diệp. Rồi cái đầm này cho em luôn 60.000 50kg vừa nha. Ê nó đẹp lắm luôn á, nhìn nó tự tự như sừng xám nha mấy bà. Caro cái tay lỡ vậy nè. Ở trên nhìn như sừng xám nha, ở dưới thì là bo Babydoll cho em hai bên của nó nè. Ồ, chắc vàng bị hồng á. 50kg đổ về cho em. Ít tóc kiểu á. 60 giùm em nha. 60 cho em luôn. Hôm nay đầm nhiều. Áo thun cho em. 60 cho em ngon. Tommy luôn nè. Sắc không? Nè, mang hết rồi. Luôn nè. Đỉnh quá trời luôn. Rồi, 55kg đổ về mà nó dơ rồi. Nó dơ ở đây rồi nè. Mà cái này em nghĩ là giặt ra nha mấy chế. Giặt ra nha, nó dơ ở đây nè, thấy không? Chốt cho em cái này em để mọi người 40 thôi. 40 giúp cho nó tôi kéo cao quá. Rồi 40 thôi nha, 40 thôi. Nó hơi dơ nên em để 40 thôi. Ôi ơi, thấy cái khung này á mắc tiền lắm á. Đầm cho em nha mọi người ơi. Hai bên cọc dây là điều chỉnh được nè. Trắng 40 em để cho chị Xuân nè, Linh Mai Xuân nè. 52kg đổ về giùm em. Chị chốt thấy đầm á. Đầm em để 55. Đầm 55 cho em nha. 52kg đổ về. Đầm hoa giùm em. Trời ơi xinh quá. Mang lấy phải thì mượn chị Trang cứ kéo cao dữ vậy. Đầm 55 em để cho chị Nguyễn Huy. Ê nó nghe cái màu nó đẹp quá trời luôn. Cái màu này đi chụp ngoại cảnh chắc xinh xỉu luôn á mấy bạn. Coi cái phần ngực của nó nè. Cái màu rất đỉnh luôn nha. Đừng để cái màu vàng, tại màu vàng này mình mặc nó sẽ che lại rồi, ở trong thịt của mình rồi. Còn cái vải nữa nè. Trời ơi. Xuất sắc. 52kg vừa giùm em nha mấy bà ơi. Đỉnh lắm luôn á. Cho em 75.000 cái này thôi. 75.000 giùm em. Cho em áo cho em nè. Đó là phần, chứ phần ngực của nó nè, nhúng nè mấy chị. Sao không? Coi, coi cái ngọc trai đó nè. Rồi đằng sau nhúng giùm em luôn đi ha. 52kg vừa cho em áo. Áo 40. Áo 40 giùm em. Nghĩ hoài ai nuôi chị, ai nuôi con chị. Rồi quần cho em. Trời cái quần này đẹp quá vậy. Hạ ơi, cô Hạ sang đông nè, quần đẹp quá trời luôn nè. Chất là nhung gân giùm em đơn nha. Đơn 80 là chị đi đơn nha. Áo 40 cho bé Thảo Ly. Cái phần trước của nó là vậy nè mấy chị. Nói chung là nó rất là đẹp luôn. Mặc với rất tốt, xinh xỉu. 53kg vừa cho em. Quần 70. Quần 70 giùm em nha. Quần 70 cho em. Đầm cho em, chốt cái đầm này cho em thôi. 75.000 quá đỉnh luôn. 52kg đổ về giùm em. 75.000 cho em nha. Làm sao luôn. Quần 70 cho Cẩm Nhung. Hình trước cho em. Cứ sợ chị Mai like xong mất khúc mày. Thôi mẹ cứ nói chuyện như vậy. Đâu có. Dài hòn lòn luôn á. 75 cho em nha. Quần cho em luôn, quần 75 cho Lê Thị Phương Nghi. Size M. Quần size M giùm em. 50kg vừa quá. 50kg luôn á. Quần này em để cho mọi người 25. Quần 25 giùm em size M nha.
áo cho em luôn ha. Áo len khỉ với chị Niu á, mà cái màu sọc rất là xinh luôn nè. Màu sọc đó nè. Túi cho em luôn nha, len khỉ. Cái này thì vô tư ký rồi ha. Niu tag cho em 70. Len khỉ 70 giùm em. Quá xinh luôn, phối đồ các kiểu. 17749 rồi. Quần 25 cho Thảo Huy, cho chị Thảo Huy nè. Có ai đâu nè, hộp chui. Nè, còn cái nè. Nãy em mà cái này bị đứt cái này rồi. Đây nó dày nè mấy bà, nó bị đứt cái này nè. Thấy không? Hồi nãy em bác cái kia 100 đúng không? Nè về mai lại giùm em cái hai đường mũi thôi nha. Để cái này 90. Được không? Còn cái nè, 53 kg vừa cho em. Cái này mới 90 nêu giùm em nha. 90 á. Làm 90 cho May May. Rồi áo 30 luôn mấy chế ơi. Chốt von giùm em nha. Cái máy đang mặc là chị bán bắt đầu like hả? Chứ không phải là không bán đâu mọi người. 50kg đổ về giùm em. 30. Nè nêu nữa nè. Cái này cũng xinh. Trời má ơi, cái này xinh quá. Cũng chứ gì mà cũng. Xinh quá là xinh luôn chứ. Áo 30 cho Ly Huỳnh. Trời ơi, đừng để ý cái phần màu trắng nha. Chị Trang Lai là em chốt hộp, còn chị Mai Lai là em chốt được. Tại vì chị Mai Lai ít người coi thôi. Chốt chậm hơn. Cái phần bèo nó đẹp quá trời luôn. Với lại chắc chị Mai với bé Hạ có duyên phận á. Trời ơi, cái gì thế vậy? Ơi, nó đâu có nhìn nó quấy quá. Tay rất là phồng luôn. Trời ơi, đang quấy. 130 thôi nha. Đẹp quá à. Ờ, nó đâu có nhìn. Cái màu nha, cái cổ phối viền. Cái màu hả? Cái màu đi, lại cái màu phối viền rồi mà cũng là cái phần này của nó nè. Giá đẹp. Thôi gửi đồ mà vậy mới có 130 cho bạn Ngân Trà của mình. Câu thấp được thì buồn quá. Ngân Trà giả bộ đi bắt lại cho mình luôn. Rồi 75 cho em luôn đi. 55kg vừa. Tay phòng 75 55kg vừa giùm em nha. 75 75 55kg vừa nha. Baby Don xuất sắc luôn. Cái vải mướt ruột. Vải về nhận về thích liền luôn, đảm bảo. 75 cho em. Cọc thật sự. Ủa ghê. Ủa gì vậy trời. Đại hội bùng nổ gì vậy. Thôi đôi. Mà mọi người ai nhiều người bị như mình lắm. Áo cho em nha. Nay sắp quên á, như có rảnh đi giờ mới sắp luôn. Nãy trang ghi rồi chị coi coi sao chị quên mất tiền. Áo neo giùm em nè mọi người. Đó, cái caro nó 53kg vừa cho em nha. Áo neo. Mày đi hả? Cái đầm 130 một đống thì chốt rồi, nói mình thì chốt gì 45. Một vàng nữa, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 người chốt mà mày nói là mình bị chốt. Ai à? Không quỷ không ngân trả, nó có mình nó chốt à. Giỡn không anh hay gì á. Tôi gọt 12 thì chốt người ta tức gần gần á, mày nói mình mày chốt. Quần size 27 giùm em luôn. 46 47 kg vừa. 45 cho Jenny Phan. 46 47 kg vừa giùm em. Quần 30. Số 1 trước luôn rồi á. Trời ơi, vậy đó trăm mấy đó, đứng số 1 cho chắc chắc. Ồ, nghiệp. Mấy cái này nó hợp biết ta. Cái thương. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thuộc về em. Ồ, mười mấy người chốt luôn á bà nội. 30 giùm em nha. Chắc hết thủ à. Mà hơn nó lắc mà đừng chút đầu. Chân váy giùm em nha. Chị em thấy hồng tốt á. Chân váy size L 30 cho bạn Phạm. Không có quần trong. Trời ơi, chân váy này đẹp quá. Size L không có quần trong cho em. Trời ơi.
đẹp dữ luôn á, 60 cho em nha. Nó không có bị dễ bị lộ hàng luôn nè, mặc quần bảo hộ, mang áo thun. Trời ơi, bu may bu ba tay vô. 60 size L. Rồi thun new Moschino 55. Chị thấy Vũ Thị Kiều Trang nha, đầm trang mặt bán rồi nha. Rồi 55 giùm em nha. Cho váy em để chị Lan Anh. Thun 55. New tát nha mấy bà, vải rất đẹp luôn á. Bộ nè. Quần cho em ha, quần là có túi giùm em nha mấy chế ơi. Bộ quần có túi cho em nè. Áo nè, áo tay dài với lại quần dài. Ờ, quần là của Phạm Phạm đó em. Tay dài quần dài cho em 53kg đổ về nha mấy chế ơi. Sao nhiều lắm. Bộ 65. Áo 55 để cho Ngọc Nô. Bộ 65 giùm em ha. Rồi khoác len cho em nha. Khoác len giùm em, túi hai bên có túi luôn, khoác nhẹ á chị. Nhưng mà khoác nhẹ, len. Khoác này vô tư ký thôi nha mọi người. Khoác 55. Khoác len 55 giùm em. Trời ơi, cái đầm này dễ thương. Dễ thương quá, dạy tặng đùa luôn. Ôi. Không thể không dễ thương luôn mấy chế. Bộ 65 cho Sanzen 105 giùm em. Nguyên tắc 105 giùm em. Cho Sanzen 60kg vừa. Áo giống chị Mai, ổ giống chị Mai. Bầm cho em nè. Đầm 105 cho May May. Rồi đầm giùm em luôn đi ha. Cái tát xịn quá vậy. Không có quần trong cho em đầm. Tôi đẹp mấy hẹ đưa nó trôi tuốt phía dưới luôn. Rút dây. Rút dây. Rồi caro. Caro 50kg vừa, không có quần trong, 75 cho em. Thôi đừng buồn, bây giờ chốt không được thì tối chốt. Caro 75 giùm em nha. Còn cái lai tối nè mọi người. Đầm hoa tím qua rồi. Chốt hai cái rồi. Rồi, cổ tim giùm em 25. Caro 75 cho chi lưng. 25 cổ tim giùm em nha, 25 cho em. Hên xui không biết, không đoán được nha. Xét cho em nè. Khúc lúc nào đẹp thì chốt, khúc đó đừng đợi. Đồ hên xui lắm. Xét chân váy có quần trong giùm em ha. Áo tim. Nút của nó là nút áo bọc. Tim 25 cho Nguyễn Hương. Với lại chân váy với lại áo. Em đau lòng thiệt, được cái đầm thích mà không chốt được. Chị thấy Phạm Thị Thu Cơ á, chị chốt được một cái thôi, này chị có thấy mà. Không, nãy giờ nhiều người không chốt được lắm. Trời rồi ơi, tại vì vì mỗi mẫu bên em chỉ có một cái thôi, nên là phải, nói chung là cũng hơi khó để chốt mọi người. Chân váy quá đỉnh luôn á, chân váy rất là phòng luôn mọi người ơi. Nó cái áo cho em vậy nha, xinh quá. 52-53kg vô tư, set 75. Chuyện không của riêng ai, ai cũng hụt mà. Thấy không, rồi thêm chân váy nha chị. Set 75 giùm em. Set 75. Cái này vải mướt ruột còn rất là đã luôn á. Cái đầm gì vậy? Giống cái đầm đen nãy nè. Chăm. Chị Trang coi lại cái đầm nu 75 có người chốt cho chị. Nu 75 ở đằng này có. Chăm. Ừ. Chị không thấy. Chị coi lại coi. Ai chốt cho comment lại giúp em nhé. 75 nè. Thấy caro 75 không mà. Baby Don nha, 55kg vừa, tay dài. À đây cái đầm nu 75 chốt lại em với nha. Mọi người có thể trả bộ chốt chậm được không để em. Thật ra là cái nhung chát vậy á, chứ có chị thấy là cũng ít người thấy lắm á. Đầm trăm cho Hồng Phước nè. Set nè,
Fake new dùm em nha mấy chế ơi, 90 dùm em, 55, 57 ký vừa. Làm bảy lên em để chị Thảo quay. Cái này mặt nhà đã ấm luôn, fake new, cái màu quá đẹp luôn nè. Quần to đùng mà cái áo cũng rất là to đùng. New 8 dùm em, 90, cái màu quá sơ sắc. Rồi 90 new dùm em nha. Giờ em lên nhà chị Mai mua đồ, chứ chú không lại luôn. Ai cho vô? Không dễ dãi mà anh vừa vô 90. Xếp 90 cho Nguyễn Thư. Em có bộ kia đẹp cực mà hôm qua giờ thấy chị like không thấy chị đưa lên bộ đó, tay nó đẹp lắm á. Màu xanh đúng không? Không ta? Không biết. Ai của ai vậy? Tích Kinh. Không có bộ đẹp, mày có lấy bộ màu xanh gì đó. Cái bộ xanh áo dây với lại cái quần xanh đó. Cái quần đó không biết không phải đâu. Thì có bộ đó rồi đó. Bộ trắng cũng đấy đó. Với lại đồ mà của biết trên Dũng chưa lai tới hết á. Ê cái đôi này xuất sắc vậy. Size 35 giùm em nha. Ừ. Coi kỹ giùm em nha, nó rất là đẹp, mấy chị coi cái da nó nè. Màu đỏ. Đẹp ghê luôn á mọi người ơi, size 35 giùm em nha, cái đế nữa nè. Vậy hả, chị không biết để tí thôi có lai tới không, chắc cũng lai tới hết á. Chốt giùm em hay là có lai rồi mà mày không thấy đó mày. Ôi trời dạy, ôi chị nhận được hàng đó cho chị nghe, chị Xuân nhận được hàng mừng quá trời. Size 35, 80 80 giùm em. Quá đỉnh luôn, cái đôi đó rất là đẹp. Này em còn cái đẹp mà size 35 xu. Cứ đặt nó cứ bị lỗi ở đây hoài ta. Dài 80 cho chị Cương nè. Ok biết không? Nay chị gửi, mai thứ bảy mà mai chị gửi. Trời đẹp ghê luôn á mấy chị, mang Tết rất là đẹp luôn á. Mà bị lỗi ngay chỗ này rồi. Hôm để cho mọi người 95 á, em còn cái kia nữa nè. Về mai lại giùm em cái được, phải không? Cái nút rồi nè, mai nó mai kiểu mà mai ẩu quá. Hai cái y chang nhau luôn, chứ không phải lỗi em nha. Em để mọi người 95 luôn á. New 8 nha mọi người. Đẹp quá trời luôn, nãy bát 120 hay gì á. Em bực quá luôn. Cái nút á, em bà nào mua nhớ về kiểm tra cái nút lại. Ừ, em bỏ trong. Bỏ trong bịch á, nằm tuốt ở dưới. Bỏ trong bịch vậy nè, nằm tuốt dưới đây nè. Về co lại giùm em nha, để nó rớt ra. Làm 95 cho Tiểu Ngọc, còn cái nữa vậy. Nãy nó làm. Đầm 95 này bạn ngon Tu Vi. Hoặc là bạn Thùy Linh, ai lái lên thì mai số điện thoại trước mới để nha. Có hai cái em. Rồi chân váy cho em có quần trong luôn, 48kg vừa chân váy. 48 Ok Thùy Linh nè. Thùy Linh inbox số điện thoại địa chỉ mua theo chủ đơn giúp mình nha Thùy Linh. Rồi thun 20 giùm em nha. Thun vàng 20 giúp em. 52kg vừa. Vàng 20 cho em. Sơ mi chốt xô nè mấy chế ơi. 53kg đổ về cho em sơ mi này, cái màu quá đỉnh luôn rồi. Đó. Vậy là đầu tháng này cũng xinh lắm á mọi người. Chốt xô giùm em nha. 53kg chốt sơ mi 55. Nãy chỉ có báo ký nè. Nãy chỉ có cái đầm đó như ký. Đầm nó 52, 53kg. Ừ 52, 53kg nó lại vỗ. Em ok em nhớ chị biết chị để lên cái lên. Rồi 55.000 cho em sơ mi nha. Khung xanh luôn. Khung xanh 25. Khung xanh đây, quần với cho váy cũng có luôn. 25. Cái vải rất là đẹp luôn mọi người. Khung xanh 25 cho em. Rồi áo luôn. Áo này cho em 45.000 thôi. Cái này không phải len nha mấy bà. Cái này làm thun thun gân. Thanh Hằng lên chỉ số điện thoại nha. Rồi 45 giùm em nha. 45, 52, 53 ký vô tư.
thay đổi okay, bán khách hàng ơi, báo số điện thoại địa chỉ mua theo đủ đơn với chị. Cái em bé này, em bé khách mới gái mua đủ đơn 80.000 để mang ship nha mấy chị nha. Cái áo dài em bé giùm em. Mặc này trong cái váy gì nè. Trong váy dưới đây nè. Cái này mấy tháng? Cái đó số 1 thì chắc là 8kg đổ lại, 8kg. Để mọi người 25, 8kg đổ về. Số 1 đó mấy chị, 8, 10kg rồi này kia, mấy bé 10kg rồi ớt ớm thì cũng được. Này cho mấy bà mặc tớ được. Hai lăm leo hay giá mới tin được. Rồi có cái đôi này luôn, xanh đam nha, size gì đây, new top mấy chị ơi. Bỏ 25 cho chị Thảo Huy nhà đủ với tuổi chứ. Size 39 giùm em, đa xanh đam nha mấy bạn. Cột nơ lại. Rồi đôi này mới thấy được cái like. Dạ Mỹ Nương làm tới mặt tới mày luôn hả? Đôi này em để cho mọi người 40 đi. Đâu á, không thấy Mỹ Nương ớt luôn á nha. 40 giùm em. Đôi xanh đan size 39 40. Mày chơi Mỹ Nương. Mày đi chơi Mỹ Nương. Quần cho em ha, size S giùm em. Size S 40 cho Linh Linh. Cho em 20 đây này. Ở lòng cho em 25 quần này. Size S 25 giúp em nha. Size S này 50kg vừa, 25 giùm em. Váy mang hết rồi đấy em. 25 25. Quần 25 giùm em. Em có cái này. Dễ thương lắm á. Ok chốt kèo. Nè cái này là new nha mấy bà. Đó, nó giùm gồm bộ cọ má, cũng mắt nè, với lại cọ đánh khói này tùm lum nè, màu hồng dễ thương lắm. Cái này cái bịch nó ngoài nó hơi dơ á. Qua mấy người chị mới nhắc Mỹ luôn á. Rồi, bộ cọ 50 cho em có đơm chốt. Bộ cọ 50. Lông mềm lắm. Thôi chốt giá đi nhỏ hả, mình dậy không mình chưa chốt được. Cọ 50 gì vậy? Lấy cọ cho em đi. Mày kỳ mày. Cái đồ giạt mày quá. Trang đi làm móng lại đi em. Ủa móng cười hả? Nè. Ủa sao vậy? Ai vậy? Mỹ Nương hay vậy? Với ai? Dạ chó đẻ. Cọ cho Thanh Hạ. Rồi vàng giùm em nha. Vàng. Cọ mày thấy gì kỳ mày? Thanh Hạ thấy nguyên bộ cọ của em tới hoàn cổng luôn á anh Hạ. Vàng 30. Trời, nói. Vàng 30 giùm em, vải rất là đỉnh luôn. Áo cho em nè. Em tia cái móng chị Trang ngon lắm rồi. Không biết là kỹ người ta. Dạy. Cái nhỏ này nó làm sao quá thì cái nó to tụi mình là gì. Thấy ngon. Comment nó mới nhắc comment hoàng hương. Đi chó ngon nó khỏi sướng. Ủa tính con bác mà chửi chó đẻ là sao. Ủa con bác gì ra hả? Rồi áo nó dày nè, cột cái nơ qua hai bên vậy nè, thấy không? Đó. Đó. Đẹp lắm á. 53kg vừa, tùy theo cái eo của chị cột cái nơ thôi ha. Đen lai không được nói tục. 40. Không, em gặp nhỏ là em phải. Chị có tình chốt cho em á hả, chị cưng em vào. Rồi quần cho em nè. Ê cái quần này đẹp quá vợ. Vải mướt ruột mà mọi người. Đủ xuất sắc luôn á. Chắc là 55kg luôn quá. Đẹp 55kg vừa. Áo 40 cho Tuyết Trinh. Cho em quần. Quần 75. Tuyết Trinh ơi, em chấp nhận rồi mà các bạn em bóc giùm chị cái đi. Tuyết Trinh nó mới là chị không để đơn nữa đâu nha Tuyết Trinh ơi. Quần 75. Vậy các bạn bằng Facebook Trần Thanh Mai á em. Rồi áo neo giùm em nè. Đằng sau là mấy chị. Quần đẹp lắm á, nhìn khác lắm. Nãy hả? Ai vậy? Ai? Của Tuyết Trinh. Nãy hả? Đẹp lắm rồi. Đó, dạ biết giá. Quần 75 cho Hà Giang. Thôi lỡ bán 75. Trời.
áo neo luôn này mấy bà. Chốt áo cho em 50. Áo 50 giùm em nha. Rồi cổ vuông giùm em nè, đỉnh không? Trời ơi, hồng, hồng cổ vuông 53kg đổ về giùm em nha. Hồng, ôi hồng này cũng yêu luôn. Hồng này cho em 55.000. 55.000 giùm em nha. Bé xù đấy, nó đang 40, inbox số điện thoại địa chỉ mua thêm nữa đơn giúp chị cho bé xù. 55. Rồi áo ba lỗ mặc nhà cho em nè. Cái này mặc ở nhà rất là thoải mái luôn. 55 bé xu mà phải. Tao nói ngắn rồi. Các bạn coi dạng tốt, 60kg vừa luôn, mặc nhà mà cũng mát nữa. Bé xu inbox mình chị đồ. Liền nha bé xu, chị mới rợn gửi lời mời các bạn nha em á. Tại chú không có nhắn tin trước được cái bé xu. 20. Hồng 55 cho chị Nguyễn Huy. Rồi bộ này set này, cái này là cái gì đây? Cái này là cái áo. Cúc Lan Trang ơi, biết làm mừng mà kìm nén lại em. Mừng dạ. Nghe nghiêm túc lên Trang ơi, biết làm mừng mà kìm nén lại em. Biết ý, biết mày cơm bát nó mừng á hả? Trời ơi, trời ơi, quan trọng. Trời ơi. Không mà chị em vẫn vui. Chị má. Áo 20 cho Lina Nguyễn. Chị fan. Sao á? Fan sao á fan? Fan bùm kèo mấy lần mà fan sao á? Rồi nỉ cho em nha, lót bông. Cho em cái này 100.000. Quên rồi. Ở nhà quên nè. Sao vậy quên? Sao thấy chị nó cũng mắc cười. 100.000 giùm em nha, 52kg vừa. Quần cho em nha, size L, 53kg vừa cho em. Cái vải rất là đẹp luôn á mọi người. Vải đẹp dữ lắm luôn, thật sự luôn á. 53kg vừa quần nha. Quần cho em 40.000. Quần cho em 40 giúp em nha. Cổ bèo giùm em luôn. Nó xinh quá trời luôn. 52kg vừa cho em nha. Cổ bèo vàng. Vàng 50. Cổ bèo vàng 50 cho em nè. Vàng 50 giùm em. Áo cho em nè. Coi cái này là hình thêu nè mấy chị. Thêu thêu giùm em nha. Cái này thêu nè. Rồi 55-60kg vừa áo cho em ha. Áo để 20. Áo cho em 20 luôn. Sơ mi 50 em để chị Nguyễn Huy. Áo 20 giùm em. Khoác lên. Gì vậy? Của ai tặng sao vừa nãy rồi. Khoác lên mỏng đi vậy đó. Nó khoác bầu lại vậy nè mấy chị. Có hai cái túi, chị thương quá. Mặt này giống mấy bà đi đẻ không. 50 giùm em. Cảm thấy cái nằm nè. 50 lên. 50 lên giùm em nha. Rồi thun mỹ giùm em cổ tim nè. 30 giúp em luôn. Thun mỹ cổ tim 30 giùm em. Quần này cho em. Trời, cái quần này rất là đẹp luôn á mọi người ơi. Size size ớt giùm em nha. 47kg vừa. Đẹp chưa? Không rách không gì hết. Không có lưng lưng ấy dình lịch luôn nha. Rồi 47kg vừa cho em. Cái quần lưng rất cao. Chốt cho em 75. 75 giùm em.
quần 75. Đồng hồ new cho em nha. Rồi cái đồng hồ này cho em new nha mấy bà, chưa rút cái này ra để chạy luôn nè. Phong Mỹ 30 cho Ngọc Ngon. Đồng hồ cho em xin 45.000. Nó làm gì mà thì cục vậy? Quần 75 cho Nguyễn Thị Hồng Đào. Nhưng nó mà kỳ cục. Gì vậy? Chắc nãy cái rút bẻ nó kỳ cục đó. Về của mày gì rồi, của mày cái gì? Không có. Có đưa anh chốt 45. Chốt đi tắt em. Chốt cho em 45 có đơn chốt nha. Nhật Linh nè. Chị ban ít thôi à. Chị chưa thấy nữa Ngọc Linh. Chị coi. Rồi cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đôi bông mini. Đôi bông mà đeo đít đó mấy bà. Đeo sát chưa quá. Trời ơi là trời. 7 đôi mini cho em xin 15.000 thôi nha. Đó. Thôi sao mà cái đem cái nhỏ nhỏ mấy bà nào bấm lỗ tai là đeo rất là dễ thương luôn. Đem mấy cái đầu ta bấm á, đem mấy cái này lên tung lắm. Rồi có đưa em chốt bông 15. Bông 15 giùm em nha. Rồi cái bộ niêu 90 hồi nãy em còn cái màu bông đen nè. Bông 15 cho Giang Cúc. Bộ niêu 90 hồi nãy em còn cái bộ màu đen nè. Lấy comment cho em 90 đen nha mấy bà ơi. Comment cho em niêu 90 luôn á. 5-60kg vừa cái bộ này. Mấy ba ta lên dễ thương lắm. 90.000 giùm em nha. Rồi xếp cho em nha. Đằng trước lưng bảng, đằng sau lưng hông cho em. Trời ơi trời, nó phải lộn xộn mẫu lưng la. Quần có lót. Cái này dây kéo đằng trước luôn. Dạ, không có cái đồng hồ 45 của Nhật Linh hay Giang Trúc gì chị. Mà cái này bị cái màu của nó hơi bị màu quá giặt nó mấy chị. Mà nó xinh lắm luôn á mọi người. Em tha thứ cho nó luôn á. Cái này nhỏ ký cho em thôi nha, tầm size ớt thôi, tầm 48kg cho em. Hả? Hai người khác nhau nè. Xinh, nói chung là xinh lắm, bây giờ em cảm khó quá. Rồi 48kg cho em thôi, em để set này cho mọi người 70 nha. Set này 70 thôi mọi người. Mấy cái này áo thì đem ra bán 60.000 rồi đó. Mà tại vì cái bị màu cái màu máy giặt đó chứ nó còn mới lắm. Không bị gì đó. Rồi cho em xin cái này 70 nha. Set 70 giùm em. Set 70 cho Linh Linh. Rồi cho em cộng dây chuyền này quá xinh luôn nè. Em để cho mọi người 15.000 thôi. Dây chuyền này giống như chuyện em hay đeo nè. 15.000 cho em thôi nha. Có đơn em chốt. Có đơn em chốt cái này. Dây chuyền 15. Trời ơi cái đầm này dễ thương quá dây trời. Dây chuyền 15. Để cho bé Linh Linh 47kg đổ về giùm em cái đầm bi này nha. Toàn của nó là xinh quá trời xinh luôn. Mà cái vải mút ruột à. 47kg đổ về giùm em nha mọi người ơi. Có mút ngực đằng sau cột nơ. Cái đầm này dễ thương quá trời luôn. Cho em 65.000 nha. À, có quần trong luôn á. 65.000 cái đầm bi này cho em. Có mút ngực 65. Phung đen nè. Phung đen trơn mà vải rất là đẹp luôn. Theo cho em có cái theo này. Mà vải đẹp lắm. Nói chung là mấy chị cầm thấy vải không? Đỉnh ghê không?
Cho em áo 40, áo đen 40 giùm em. Quá trời quá đất, quá trời nhanh rồi trời đất ơi. Cái gì? Tụi nó nói là quá trời nhanh rồi trời đất ơi. Rồi cái tay cho em nè, tay loe nè mấy chị. Đầm. Ủa mà nó hơi dơ ở đây nè. Ờ, mạng mình lắc hơn 1-2 giây là mình sao rồi đó. Nó hơi dơ ở đây rồi nè mấy bạn. Đầm đang mặc bán rồi á nha mọi người. Thấy không? Trời ơi. Nó hơi dơ nhẹ ở đây. Ủa nó bị dính gì đó rồi. Thôi rẻ rẻ cho em cái nha. Chứ nó dính này nè. Em không biết chặt ra hay không, nó chắc dính mũ quá à. Không được cả. Chứ nó cũng xinh lắm luôn á. Cho em 50 nha, 52kg vừa. Thường hồ cảnh chưa mua đây lần nào hết á. Hồng 50. Có cái choker nè mấy chế. Áo đen 40 chị để cho Điểm Nguyễn. Mang áo thun á, mang cái này chụp hình đẹp lắm. Tầm 50 nè. Ừ. Em để dây cho mấy chị 10 ngàn làm luôn á. Làm 50 đó. Cho Nguyễn Như Quỳnh. Mang áo thun chụp hình đẹp lắm. 10 ngàn có đơn chốt nha. Rồi áo xoắn cho em nè. Choker 10 cho Giang Trúc. Xoắn, trời ơi xoắn em quá đẹp luôn. Áo 40 giùm em nha, 53-54kg vừa. Giang Trúc tặng sao vậy, lấy cái nói sao. Không, tại giày nào cũng tặng nên nó hiện cái uy hiệu. Rồi bộ cho em, bộ hoa. Rồi ở đây xin khỏi bàn nên mọi người cứ yên tâm mua nha. Cảm ơn. Trời ơi. Phải bác hả Ngọc? Không. Bộ hoa dễ thương quá. Bộ này 40 đúng không ạ? Chắc 40 đúng không? Áo xoắn 40 cho chị Nguyễn Huy. Trời ơi. Nè nêu luôn nha mấy bà. Nêu giùm em nha. Bộ 85. Bộ đen là 90 rồi. Bộ này 85 luôn. Em nói cái khảo bữa 85 hả? Trời ơi. Em bị mất cột. Rồi 85 cho em. 55kg vừa luôn á. Bộ hoa này dễ thương quá. Kìa Châu Ngân tặng sao thì kìa. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn Châu Ngân nha. Thả tim cho Châu Ngân. Thả tim. Có tim lạnh lùng hả? Hoa 85. Hoa 85 cho Ngô Hiệp với Nhung. Ủa sao bắt đầu tới Nhung lạnh hả mỡ chị ta? Không biết ta. Nhung mày ăn nổi sao vậy Nhung? Cái đầu hình cái này. Hoa 85 cho Ngô Hiệp với Nhung. Thầy nó kháng chiên quá hả? Cái này là sao đây? Sao máy? Cái này chắc tiện lắm mấy bạn ơi. Cái máy đi tập hay gì không? Đã tập vậy làm sao không ạ? Có tặng mà cũng giả tạo nữa mà. Trong quá. Cái này là đây, sao máy? Đây là deal luôn nè mấy bà. Có cái cabin. Có cái này nữa nè. Để cho mất không bị mất form á. Rồi lót trong đó nè. Cái đồ này cho mấy bà đi mua tập thể dục. Ừ đi tập thể dục á. Đi tập chiều chiều đi bộ á, tập thể dục á, em nghĩ là như vậy. Mua cho người lớn mang đi, mẹ mình ở nhà có đi tập á. Mua cái này được nè, hộp nè. 38 đi mấy chị. Size 38 giùm em nha. Người lớn ở nhà ai có đi tập. Em thấy mang cũng dễ thương á, mấy chị coi mặt mang trắng tươi à. Thấy không ta? Thấy. Màu xanh đen nha mấy chế yêu. Màu xanh đen giùm em nha. Cho em cái đòi này 65 nghìn thôi. Đang là ai mà ăn cá chiên chiên gì trời. Không dễ ai vậy đó. Chiên đang ai đứng hàng hàng. Cứ nhắc nghĩ nghĩ rồi. Đôi này cho em 65 thôi. Nó nữa nó bắt nó nghỉ luyện giờ. Nó còn thèm tới nái rồi nè. Thêm nghỉ với mấy chị luyện giờ. Thật tính tôi đi học mà tôi thèm phở. Tôi muốn nghỉ, tôi muốn về liền. Size 38 đi mọi người. Size 38, 65 cho em. Dạ 65 cho Chi Lưu nè. Cái này nó đẹp lắm luôn á. Xịn. Tại vì không có lại nè. Em chưng. Rồi áo crop top giùm em. Đằng sau khoét lưng. Khoét lưng nhỏ hình giọt nước thôi nha mấy chế. Với dung kệ chị Mai đi. Rồi 52kg vừa giùm em nha. Chốt cho em áo new 60 giùm em luôn.
niêu 60 giúp em nha. Thèm niêu ngược chị trời. 52kg vừa niêu 60.000. Có mai nha em. Lấy sớm luôn. 60. Bây giờ tranh thủ lấy sớm lắm em. 60 cho Mai Thị Thanh Tâm. Rồi áo yếm cho em nha. Đẹp không mấy bà? Ôi cái yếm này rất là đỉnh luôn. Đằng sau hở lưng nha. Có cái ngọc trai sau lưng nè. Rồi yếm cho em. Yếm 53kg đổ về yếm. Yếm 45. Yếm 45 giùm em nha. Đầm. Đầm ren. Chị không biết nữa. Chắc là 7 giờ. Hồi sáng 1 rưỡi gì á. Đầm ren cho em nè. Ren xô nè. Yếm 45 cho Mai Thị Thanh Tâm. Yếm là như có màu khác này gì á. Nè. Theo cho em. Ủa, nha. Nó có màu tím đó nè. Ai lấy tím comment tím 45 đi mấy bà. Trời cái đầm ren trắng này xinh quá trời luôn. Đầm này mua chắc mắc lắm á. Theo hết cho em nha mấy chú. Yếm ướt ướt cái màu trắng khó nhìn quá à. Theo giùm em nha. Trắng này cho em. Size M 52kg vừa 85.000. Chị mày nói cái con nhỏ hạ này mày kỳ cục. Tao lấy sớm. Tao đang lại đó. Tím 45 cho Trần Huỳnh Như. Theo nè. Đẹp lắm mọi người. Cái vải này thì nó nhăn á. Nhăn là đúng rồi. Dẻo lại xuất sắc luôn. Rồi 85 giùm em nha. Ui, tự nhiên đâu ra còn cái đầm này vậy. Rồi trắng cho em nha. Ôi ôi trắng nè, trắng nè, trắng nè. Nãy bán nhiêu? 101 đúng không? Đầm ren 85 cho Vân Vân nè. Ủa lộn, xin lỗi, không phải 55, 56kg vừa. Đầm 85 cho Chi Lư. 101 giùm em. Vân Vân không có, chị bấm chị coi lộn á. Sorry, Vân chọn cái khác cho chị nha. Đầm trắng 101 cho Nguyễn Thị Hà Giang. Rồi có mức ngực giùm em luôn. Đầm cherry hay trái cherry. Cái áo tay dài màu trắng 60 lúc nãy á. Đã có bé nào tên cái gì Quỳnh, nó Xuân Quỳnh hay gì chốt cái này này, có chốt lại anh chị nha. 60 á bé. 65. Tao bán 60, 65. Tại nãy cái áo kia 60 nên tao để cái này luôn, không có trừ. Tay dài 65 đó chị nha. Cái dễ thương nó phải đẹp. Rồi có mút ngực cho em đầm 50kg đổ về giùm em. Cho em cái này 60 luôn. Có mút ngực nha, 60.000 giùm em. Cái này đo bông. Có đơn chốt luôn, bông 10. Bông 10 có đơn chốt. Cherry 60 cho Chi Lư luôn. Tay dài 65 cho chị Lina Nguyễn. Bông 10 có đơn chốt nha mấy chế ơi. Bông 10 cho Linh Linh. Cái này gồm cái nhẫn với lại đo bông. Nhẫn nè, đo bông nè. Cầm anh cho em nhẫn 10 có đơn chốt luôn. Nhẫn 10 có đơn chốt nha. Nhẫn 10 giùm em. Nhẫn 10 cho Nguyễn Thị Hồng Đào.
Rồi rồi rồi, cho em cái đầm hoa cúc này. Đẹp ghê không? Nêu giùm em luôn nha mấy chế. Like này chị không dùng ạp đúng không chị Mai? Dùng ạp gì đâu. Chị dùng ạp gì, biết ạp là gì? Không biết ạp là gì luôn á. Rồi cho em xin 52kg đổ về 80.000 dây, dây điều chỉnh cho em. Dài qua gói em maxi nha mấy bạn. Dài qua gói em 80.000, 52kg vừa. Màu xinh thì có dùng ạp đó em. Rồi áo khoác cho em ha. Chị dùng cái filter cho nó sáng nó lai thôi à, chứ không có dùng gì hết đó. Đầm 80 cho Mai Nguyễn Ngọc Trâm. Áo khoác giùm em nè, cái khoác này kéo lên tút cho đây luôn nè. Bao nắng với chị luôn ha. Vải dài dặn cho em 70-53kg đổ về giùm em. Hình như dùng filter bạn. Ủa đâu có lén đâu, dùng filter lộn mà đâu có dùng lén. Rồi khoác 70 giùm em. Tại ghẹo như mà. Ô nhỏng xinh quá đi. Đẹp sẵn rồi, dùng gì không đẹp. Quá xinh luôn, cho em 20.000. Khoác 70 hả? Có đơn chốt nhỏ 70 cho chút xíu. Thôi nhỏ 25 đi mấy bà ơi. Nhỏ 25 giùm em nha, nhỏ 25 có đơn chốt. Ai còn bên 20 hỏi lại giùm em. Nhỏ 25 có đơn chốt. Bé Tâm lấy 25 cầm bên lại em chị nha. Bé Tâm có đơn chưa? Có đơn rồi. Mai chị Thanh Tâm. Vẫn xin chị ơi, em coi rồi. Em. Mai chị Thanh Tâm đó nhận 25. Rồi đầm giùm em nha. Sao lại nào tao cũng có biết. Rồi còn tát cho em luôn. Này là trái cherry nè, theo hình hai trái cherry hai bên nè. Dễ thương lắm luôn á. Rồi, 53kg đổ về, 55kg đổ về cho em ha. Quá xinh giống cái đầm hoa lúc nãy. Cho em cái đầm này 105 luôn. 105 giùm em nha. 105 giùm em, dễ thương quá trời luôn nè. Tát, còn vẫn còn tát nha. Chị này là chị Trang, cái đính chính lại thì đúng rồi. Cái Nhung biết mà, Nhung hết quen mà. Sao không biết mà cái này phải đính chính lại. 105 nêu giùm em. Đầm 105 cho Nguyễn Thị Hà Giang. Rồi cổ vuông nè. Dễ thương quá trời luôn. Cổ vuông nhúng hai bên nha. Đó phần eo của nó hai bên nè, hai bên phần eo nè. Xinh lắm. Cổ vuông 53kg đổ về cho em. Ê 55kg luôn đó mấy bạn. 55kg cho em nha. Chốt 65. Chốt 65 cho em nha mấy bà ơi. Chốt 65 giùm em. Rồi áo khoác giùm em nè. Oh my god luôn á. Dễ thương quá trời nè. Bạn Ngọc Phượng lấy đầm 65 lên giùm Mai số điện thoại nha. Cái này nó còn khoảng 70% thôi mấy chị yêu à. Còn khoảng 70% thôi nhưng mà nó xinh lắm, hôm để cho mọi người 40 nha. Dễ thương lắm á. Cũng không có cũ gì hết trơn á. Cũng không có cũ gì đó, nó bị hơi bị sòn vải xíu hơn ngay phần túi á. Đầm đang mệt hết rồi. Cho giặt á, 40 thôi nha. 40 giùm em. Ok Ngọc Phượng nè, Ngọc Phượng inbox số điện thoại, địa chỉ với lại mua thêm giúp mình đủ đơn nha.
Rồi đầm cổ vuông giùm em nè. Rồi cái đầm này new luôn. Cái đầm này rất sang nha mọi người. Khoác cho Quỳnh My. Ê cái đầm này rất sang á. Nè nút của nó. Rồi Ngọc Huyền nha. 60kg đổ về giùm em ha. 60kg cho em luôn. Mấy chị bầu bon chen vô tư form A giùm em. Rất sang đầm cho em. 95.000 new tát. 95.000 giùm em new tát nha mấy chế. Rồi thun cho em nè. Thun này cũng đẹp lắm nè. Thôi nhẹ. Thôi chưa. Đau á. Đằng sau. Đau nữa đó vậy. Đằng trước cho em. Nha, thun này là dạng thun Mỹ á mấy bà. Thun Mỹ á, dễ thun lắm. Rồi 60kg đổ về cho em thun trắng. Thun trắng 45.000. Thun 45 giùm em nha. Trời ơi, cái này niêu niêu niêu. À, chắc 7 quá, chắc 7 giờ. Thun 45 cho Phạm Tiên. Đẹp quá à, niêu cho em nha. Rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Năm mươi lăm ký đổ về cho em. Để cho mọi người cái này 75.000 new tát nha mấy chị. Mặc dấu quần á đẹp lắm. Mở cửa cho em nè. Ở đây chơi với em cũng được. Trắng 75 để cho Ngọc Diệp. Rồi 50 luôn mấy chị ơi. 50 giùm em giống cái đen hồi nãy nè. 50 giùm em luôn nha. 60kg vừa. Cái nâu em còn luôn nè. Comment giùm em là nâu 75 để dính cái áo trắng nha. Ha. Cái nâu em còn nè. Cái nâu nào nãy bà nào chưa chốt được. Có 3 cái luôn không biết luôn. Rồi nâu 75 giùm em nha. Thun 50 cho Lê Thị Trúc Linh. Rồi, nâu 75. Nâu 75 cho Trân Đinh. Ê, cái gì đó vậy? À, giống cái đầm nâu. Giống cái đầm nâu, đầm màu kem á bà. Cái này nãy bát người ta 120 đúng không? Trong hai đi. Cái màu cái sao á, cái màu kem kem cái sao á. Cái cổ đó nè, nhớ không? Trời ơi màu trắng này đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Thì chụp hình. Trời em có gửi tiền đồ cho chị không? Gửi nhớ chụp. 120. Lộn mẫu á. Em nhớ là 120 đó. Em chụp bữa cho chị ơi. Niêu nha mấy chế ơi. Niêu nha. Chụp bữa cho chị ơi, tí chị chép lại sao bé Giang. Rồi quần bi giùm em luôn. Dễ thương ghê không. 52kg vừa, 50kg vừa cho em cái quần này. Mặc chiếc áo con trắng, áo dây trắng xinh nè. Quần cho em 40. Đầm 120 em để cho chị Thảo Huy. Quần bi 40. Rồi đầm ngủ sexy. Đầm ngủ sexy cho em nha mấy chị yêu. Này còn tát luôn nè. Cái cọng dây ráng nữa. Quần để cho Mai Trinh, Nguyễn Mai Trinh. Rồi 52kg vừa cho em bộ ngủ với đầm ngủ nha. Đầm ngủ 50. Nguyễn Mai Trinh inbox có điện thoại địa chỉ mua thêm dụng đủ đơn với chị nha. Ăn xét đỏ nè, chút cho nói hả. Nè 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 nè. Này là 280 luôn đó mấy bà. Đẹp quá, tết. Tết tới rồi. Này mặc 30 giao thừa cho em. Chẹt chi quá hả.
Quần trang nha, mấy chị coi phơn quá đỉnh luôn. Đó, đằng sau lưng thun, đằng trước lưng bản. 50 em để cho chị Nguyễn Huy. Chị Nguyễn Huy chị chi quá nha. Trời ơi, chị chi á. Quá xuất sắc cho em cái này nha mọi người ơi. Đó, hai đó, đó chị nó đó đẹp lắm. 280 cho em. Trời ơi Tết. Tết tới cho em rồi. Đẹp ghê, hôm bữa hình như không có bán cái màu đen hay gì á. Bán nhiêu 100 nghìn hả ta? Cho em 100 nghìn thôi nha mọi người. 100 giùm em. Đỏ. Tao biết đẹp rồi, mày nói hoài. Đỏ 100 giùm em nha. Tết tới mặt đó là lì xì nhiều hơn. Quần cũng bị đó. Rồi quần cho em đằng trước, chân váy cho em có quần trong. Chân váy cho em có quần trong nha, tennis nè. Ở cái đó quần báo ký hả? 52 kg vô tư, 253 kg. Rồi đằng sau cho 100 cho bé Duyên. Đằng trước cho em. Chân váy 53 kg đổ về cho em nha. Chân váy 50. Chân váy 50 giùm em. Rồi áo cho em nè, có mút ngực. Áo dây có mút ngực giùm em ha. Hai bên, bên đây có nói là nhúng vậy nè. Tay cánh tiên, đằng sau nhúng luôn. Rồi 48, 40, 50kg vừa. Áo hoa 40. Trời, chàng này bậy bạ với Nhung quá. Chửi nó mới được. Cho váy 50 cho đỏ an. Không báo ký thành cho Nhung có một mẫu luôn hả? Giận chị Trang nha. Rồi len lại. Len cho em. Áo 40 cho Nguyễn Thị Huỳnh Như. Đẹp không? Mặc lên da nó sẽ dày nè mới chết. Nó còn đính đá nhiều cái nữa nè. Cho em cái này len. Len 53 55 kg vô tư len nha mấy chế ơi. Để len cho mọi người 50. Rồi thun cho em nè, thun Quảng Châu. Đằng sau nè mấy chị. Đằng trước cho em 45 nghìn giùm em nha. Quảng Châu. Áo len 50 cho Trần An Thương. Dạ, đầm nâu nào vậy chị Hoi? Ghé Ngọc An Thư ghé. Tôi chưa có cái điện thoại luôn hả? Vậy đó, có điện thì mình có điện thoại. Ủa sao vậy? Ngày mai đơn gấp hả? Rồi, size ớt cho em thôi. 42kg đổ về, quần cho em 30. 42kg đổ về cho em quần 30 nha. Tại chở em xuống còn vùng đỏ lè, đỏ lẻ, đỏ lé, đỏ lè. Đồng Nai đúng rồi, Đồng Nai chưa đi đơn được. 30 cho em. Vậy sao mà chỗ an toàn những số chỗ có đỏ lè đỏ lét ở vậy trời. Thì vậy ta sức mạo hiểm không? Thế làm tiếng đầu rồi. Nó ở trong tiếng đầu vậy. trời ơi, niêu 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 niêu. Oh my god luôn. Ngày mai đi đơn hết á mà. Lúc chút đơn mọi người giải là nhanh gọn cho em đi đơn nha. Oh my god luôn mọi người ơi. Đằng sau nè. Chăm cầm. Chăm 53kg vừa. Caro 100. Rồi áo 20 luôn. Cho Kim Lê 20 áo luôn mấy chế. 20 cho em luôn nè. Tại em cũng thấy nghe có khách ở Đồng Nai hỏi cũng không có gửi được. Cái vải này rất là đẹp luôn á. Mặc ở nhà rất là đã. 20 gửi cho. 20. Nay đi đơn hả? Oh my god, em còn cái áo 75 nghìn nè. Lấy comment cho em. Em còn cái trắng luôn, ghê chứ. 75. Trời ơi, trắng luôn nè. Nãy bán 5 cái rồi bán đã tay luôn á.
75 nha. Mới cứng luôn. Áo 20 cho xanh da. Coi cái này. Ừ, hai cái luôn. Qua trời ơi đó, tuốt dưới đây nè. Đồ neo còn ở đây luôn nè. 75 đi. 75 cho Hà Giang. Nguyễn Thảo Trinh lấy sơ mi 75 lên giùm mai số điện thoại nha. Nhiều tên lắm. Có phê mình vậy? Có phê mình không? Phê mình không có mua khúc này đâu. Rồi. Comment giùm em xanh 75. Nguyễn Thảo Trinh lên chỉ số điện thoại nha bé ơi. Xanh 75 giùm em. Miêu tác đúng mã giùm em nha. Nguyễn Thảo Trinh inbox số điện thoại địa chỉ mua thêm đủ đơn giúp chị. Xanh 75 giúp em yêu. Yêu luôn à. Áo trắng 75 hết rồi chị yêu ơi. Hết rồi. Ở dưới đây không còn cái nào màu trắng nữa. Cái này em còn 27 thì em sẽ phi. Cái này zoom cho em nha. Cái này mặc đi biển giùm em, nó quá đẹp luôn mọi người. Ở trên đây là len thừng đó mấy bà. Đen á. Rồi zoom. Xanh 75 để cho Hà Giang. Zoom giùm em nha mấy chế ơi, đằng sau là hở cái lưng cho em nha. Tại vì đi biển á, cái này mặc tắm được nè. Chị thấy rồi. Cho nên là sexy nha mọi người, dạng bikini á mà nó nhìn nó hay ho hơn bikini. Đẹp lắm á. Ô zoom này cho em 50 ký đổ về đi, 50 ký đi, lại cái đằng sau là lưng thun nè, to đùng luôn. Ha, 48 ký đi, mặc cho nó xinh. 48 ký đi, mặc chắc cú hơn tại vì cái này nó cũng hơi nhỏ đó. Trời, chị Tú Nguyên nó coi như rầu. Cho em 70 thôi. Có mút ngực. Ai xả để cho chị. 70 có mút ngực giùm em. Còn anh dâm 70. Cái xả một cái là bỏ xả nó hết cái đơn. Bộ cho em nè, bộ này vải thường. 70 giùm em đó chị Huy. Ok chị Thảo Huy nè. Chị Thảo Huy nhiều style. Nhiều style quá. Hello em yêu. Hôm nay gửi con cho tối tổ. Rồi nêu giùm em quần nêu nha. Quần nêu size 26. Để quần cho mọi người 80. Quần nêu 80 giùm em. Có bịch gì đó. Size 26, 80 cho em nha mấy chế. Tầm 46 kg vừa. Ừ, mà mất kia nhiều, không nhiều kiểu nữa. Tối lao kiểu nhiều á. Tại không có kiểu thì tối coi nè. Rất nhiều kiểu luôn, nãy giờ dán kiểu quá trời quá đó. Rồi, zoom luôn. Đằng sau của nó nè, cột nơ lại nè. Đằng trước cho em là cái này tắt chéo qua vậy nè. Zoom nha, bèo. Nó dễ thương lắm. Rồi 50 kg đổ về giùm em ha, đằng sau nè mấy bà ơi. Chốt zoom cho em 60.000. Zoom 60 giùm em. Nhớ tên chỗ này sao dán bên hàng Nai Giang cho tôi nhớ địa chỉ nhà số điện thoại mình luôn á. Cái phương hoàng đó. Rồi áo cho em nè. Áo này em để mọi người 25 luôn. 48 kg đổ về giùm em nha. Chắc 7 giờ like đó trên. Áo 25 cho em. Là 5 giờ chắc like. Rồi thun nêu cho em luôn đi nha. 30 thun niêu 30. 53 kg vừa thun niêu. Rồi niêu thì mình luôn nè. Okay.
các bạn. Em 25 cho bạn Vi đẹp và inbox số điện thoại địa chỉ mua thêm đủ đơn giúp mình nha. Trời ơi cái quần. Quần nêu giùm em nha mấy chế ơi, rất đẹp luôn. Ở dưới đây là bo lại vậy nè. Rút lại gì cho em nha. Đó. Xinh không? Rồi, 50kg đổ về đi. Quần rất ống rộng, rất là xinh luôn á. Thích ống rộng kéo ra cho em. Còn thích bo lại thì rút dây vậy nè. Lưng rất cao nha. Đằng sau lưng thun, đằng trước lưng bản. Quần kem, kem này phối áo đen, xích tắc. Cho em 90.000. Cho em 90 giùm em nha. Rồi áo von. Von này thì dành cho mấy chị lớn lớn mang được đó các bạn. Mua về cho người lớn mang mẹ mình vậy đó. 52kg vừa von nha. Von 30 giùm em, 3 phòng. Von 30 cho em. Rồi nỉ cho em luôn nè. Von 30 cho Linh Linh. Nỉ này cho em 53kg vừa. Khoác đó mấy bà. Cái mùa này mà khoác cái này cũng được nè. Ở dưới là bo cho em nha. Rồi theo cho em 100.000 mấy chị yêu ơi. 100.000 giùm em hồng 100. Hồng 100 giùm em nha. Yếm nè. Yếm này cho em không có quần trong. Trời ơi, cái này mặc với áo tiểu thư. Ê, cái áo trắng tiểu thư hồi nãy á. Áo trắng áo nâu á, 75.000 nhớ không? Mặc với cái này rất là xinh nha mọi người. Bẻ cái cổ ra. Các chị coi nè. Đẹp ghê không? Trong váy cho em không có quần trong nha. Tầm có quần trong. Có quần trong luôn giùm em. Có quần trong. Xuất sắc luôn á. Nhớ giùm em, ai mua được cái áo đó hốt cái đầm cái hốt cái yếm này đi, đẹp quá. 50kg đổ về cho em yếm 50. Yếm 50 giùm em. Rồi cho em quần ống rộng nè. Yếm 50 cho Nhật Linh. Với lại áo cho em. Rồi xét giùm em nha, rút dây. Rút dây bên hông này nè, thấy không? Trời ơi, xét này mặc dễ thương lắm á. 50kg đổ về cho em, xét em để cho mọi người 60. Xét 60 giùm em. Đó, áo nè, với lại quần. 50kg thôi nha mấy chế. Mặc cho nó xinh. Xét 60 giùm em ha. Rồi đầm caro giùm em luôn. Set 60 em để cho chị Tố Quyên. Rồi 52kg đổ về giùm em xinh không? Rút dây ngang, rút cái bằng ngực. Chị nhớ Nhật Linh có chốt hay vậy? Nhật Linh có chốt cái áo trắng 75 nữa. Có. Rồi 50-53kg đổ về giùm em nha. 70 giùm em. Có dây buộc eo luôn á. Nêu cho em ha. Chơi.
Rồi quần xét bộ giùm em nè, cái màu màu xanh này đỉnh quá nè. Size S thôi nha, 50kg đổ về giùm em, cái màu này đẹp quá nè. 50kg đổ về giùm em nha. Ủa mấy chị coi cái vải nó mướt ruột rồi mọi người. Vải rất là mướt luôn á. Cho em bộ này 60 thôi, tay ngắn quần dài. Bộ 60 tay ngắn quần dài này là không có bộ luôn á. Bộ 60 để cho Ngọc Nô. Rồi bộ luôn nè, bộ mặt nhà giùm em nè. Tay đó là mấy chị, tay loe giùm em nha. Áo với lại quần. Bộ này cái quần nó hơi cũ một xíu á mấy chị, mặc ở nhà nha. Để cho mọi người 40 cái bộ này thôi. Nó cũ chứ không cũ lắm, tầm khoảng 70% gì đó. Cũng dễ thương á, 52kg vừa bộ 40. Bộ 40 giùm em, mấy chị mặc hết rồi. Bộ 40 cho Kim Lê. Áo trễ vai nhờ cho em màu vàng nha. Nó 50kg đổ về thôi, 50kg đổ về cho em. Áo 45. 45 cho em áo nha. Rồi xét giùm em nè mấy chế. Đang nung là móng hết rồi. Cát tím chế. Rồi. Hồ Thị Quỳnh Như lấy áo 45 lên chị số điện thoại nha. Trước lưng bảng sau lưng thun giùm em, mặc nhà rất là xinh luôn. 52 53kg vừa cho em nè. Nghìn giùm em. 60 cho em nha. Rồi, Barbie Don. Tím. Hồ Thị Quỳnh Như không có số điện thoại mình không chốt được nha bạn ơi. Tím 75. 55kg luôn quá. 75 cho em tím nha. Tím 75 giùm okay, em. Ok Hồ Thị Quỳnh Như nè. Inbox số điện thoại địa chỉ với mua thêm đủ đơn giúp mình nha. Bạn lấy set thì comment giùm mình là set tôm. Set 60 giùm mình, comment set 60 giùm mình luôn nha. Bạn Như. Có phải dễ chốt nè. Tím vậy là em tím này nó vô đây rồi bà nào. Diệp Ngọc không người đẹp, cái này nó hơi vô đây một xíu nó ngay lưng nè. Giờ ngâm lại giùm em không, để cho mọi người cái này 60 đi, giảm 15.000 luôn á, ở đằng sau nha, thấy không, thấy chỗ vô ưu tiên cho bạn hơn chút 60 đúng không, 60 luôn á. Quần cho em lên vài cái nữa tắt rồi. Quần size M giùm em. Nó để đồ đẹp đẹp xíu đó cho chị Mai Lai đó rồi. Rồi quần size M giùm em nha. Nó cái quần rất đẹp luôn nè. Cho em 40. Ok Hân nha. Thôi em bóc số điện thoại địa chỉ có thể mua thêm giúp Mai đủ đơn nha Hân ơi. 40 giùm em nha, size M. Vậy để đó nó để đồ đẹp, tao móc lưng nào cũng đẹp hết. Gì vậy trời. Rồi đỉnh của chớp luôn. Cái cuối luôn nha mấy chế. Đó là xuất sắc luôn á. 90 cho em. Rồi rẻ. Cũng rẻ quá vậy. Rẻ quá rẻ luôn á. Rồi cuối nè, 90. Cái nào cái cuối cũng đẹp phải không?
Bà Hân có lấy xét không? Cô lòng bà gì vậy? Trời mình lên trước. Chín mua cho Đặng Kim Ngân. Hết luôn mọi người. Bye bye luôn nha. Cảm ơn bye bye mọi người. Đúng rồi, chị tên Mai mới nhắn em á. Gì vậy? Bị lắc gì á.